bài bạn vừa vừa rồi đâu. Tôi tôi có có nói nói với với mấy em em là là khi chúng ta học một một số cái vấn số đề, khi chúng cái ta vấn nâng cao để đề tìm được những cái vấn đề liên liên quan quan về về các các cấu cấu trúc, trúc thì thì chúng chúng ta ta có có thể thể học học ở ở đề đề giải giải phẫu phẫu đến đến khu. khu. Đến Đến khu khu là là một một độ độ sâu sâu hơn, hơn, cao cao hơn hơn của của cái cái giải giải phẫu phẫu theo theo vùng. vùng. À, À, theo theo vùng. vùng. Thì Thì như như bữa bữa trước trước chúng chúng ta ta có có nói, nói, cơ cơ thể thể chúng chúng ta ta được được chia chia làm làm các các vùng. vùng. Đó Đó là là vùng vùng đầu đầu mặt mặt cổ, cổ, vùng vùng chi chi trên, trên, vùng vùng chi chi dưới dưới và và vùng vùng lưng. lưng. À, À, như như vậy vậy trong trong mỗi mỗi vùng vùng thì thì nó nó lại lại chia chia thành thành những những cái cái đơn đơn vị vị nhỏ nhỏ hơn, hơn, chúng chúng ta ta gọi gọi là là đỉnh đỉnh khu khu của của cái cái vùng vùng đó. đó. Ở Ở đây đây ví ví dụ dụ như như vùng vùng chi chi trên, trên, chúng chúng ta ta sẽ sẽ có có đỉnh đỉnh khu khu của của phần phần chi chi trên, trên, đó đó là là các các vùng vùng như như là là vùng vùng nách, nách, vùng vùng cánh cánh tay, tay, vùng vùng khuỷu, khuỷu, vùng vùng cẳng cẳng tay, tay, vùng vùng bàn bàn tay. tay. Đối Đối với với chi chi dưới, dưới, chúng chúng ta ta cũng cũng sẽ sẽ có có phần phần đỉnh đỉnh khu, khu, đó đó là là những những cái cái vùng vùng của của chi chi dưới, dưới, như như là là vùng vùng mông, mông, vùng vùng đùi, đùi, vùng vùng khoeo, khoeo, vùng vùng cẳng cẳng chân chân và và vùng vùng bàn bàn chân. chân. À, À, tương tương tự tự ở ở vùng vùng đầu đầu mặt mặt thì thì chúng chúng ta ta cũng cũng sẽ sẽ có có đỉnh đỉnh khu khu của của những những vùng. vùng. Chúng Chúng ta ta có có cái cái vùng vùng trên trên ổ ổ mắt. mắt. Chúng Chúng ta ta có có ở ở vùng vùng thái thái dương. dương. Chúng Chúng ta ta có có vùng vùng hàm hàm trên. trên. Chúng Chúng ta ta có có vùng vùng hàm hàm dưới. dưới. Đối Đối với với của của phần phần thân, thân, chúng chúng ta ta tương tương tự tự cũng cũng sẽ sẽ có có vùng vùng thành thành ngực ngực trước, trước, vùng vùng thành thành ngực ngực sau, sau, vùng vùng thành thành bụng bụng trước, trước, vùng vùng thành thành bụng bụng sau. sau. Như Như vậy, vậy, như vậy đó là những cái phần chúng ta đi vào giải phẫu đỉnh khu của từng cái vùng của cơ thể người chúng ta. đặc Đặc biệt biệt ở trong trong cái cái vùng vùng thành thành bụng trước thì trước nó thì nó có có một một cái cái vùng vùng chúng chúng ta ta thường thường quan quan tâm tâm nhiều nhiều trong trong giải giải phẫu phẫu sau sau này, này, đó đó là là vùng vùng ống ống nghẹt. nghẹt. Ở Ở vùng vùng ngực ngực chúng chúng ta ta cũng cũng có có một một cái cái vùng vùng liên liên quan quan với với cái cái hệ hệ tim tim mạch mạch mà mà hôm hôm rồi rồi chúng chúng ta ta đã đã học, học, đó đó là là vùng vùng trung trung thất. thất. À, À, vì vì vậy vậy sau sau này này khi khi chúng chúng ta ta học học ở ở chúng chúng ta ta sâu sâu hơn, hơn, chúng chúng ta ta cũng cũng sẽ sẽ có có đỉnh đỉnh khu khu của của vùng vùng trung trung thất. thất. Bây giờ Bây giờ trong trong chương chương trình trình của của chúng chúng ta ta thì thì chúng chúng ta ta đã đã dạy dạy nói nói giới giới thiệu thiệu qua qua về về cái cái vấn vấn vùng vùng đỉnh đỉnh khu khu của của các các vùng vùng trên trên cơ cơ thể thể chúng chúng ta. ta. Chúng Chúng ta ta chúng ta về sẽ sẽ xem xem giới giới hạn hạn của của những những cái cái vùng vùng đó. đó. Ví dụ, Trước trước người người ở ở đây đây chi chi trên trên tôi tôi sẽ sẽ giới giới thiệu thiệu giới giới hạn hạn của của vùng vùng nách, nách, vùng vùng cẳng cẳng tay, tay, vùng vùng cánh cánh tay, tay, vùng vùng bàn bàn tay. tay. À, À, giới giới hạn hạn của của vùng vùng chi chi để để chúng chúng ta ta xem xem cái cái đường đường giới giới hạn hạn bởi bởi những những cái cái đường đường nào nào để để chúng chúng ta ta biết biết được được đó đó là là của của cái cái đỉnh đỉnh khu khu của của cái cái vùng vùng nào. nào. Như Như vậy vậy là là chúng chúng ta ta biết biết được được thứ thứ nhất nhất đó đó là là giới giới hạn. hạn. À, À, bây bây giờ giờ chúng chúng ta ta nói nói một phần nữa, đó là trong trong những những cái cái đỉnh đỉnh khu khu những những vùng vùng đó đó thì thì chúng chúng ta ta cần cần phải phải chú chú ý ý những những chi chi tiết tiết gì gì trong trong các các vùng vùng đó. đó. Thì Thì trong trong từng từng vùng vùng chúng chúng ta ta có có nhiều nhiều chi chi tiết tiết để để chúng chúng ta ta quan quan tâm. tâm. Thứ Thứ nhất nhất đó đó là là cơ. cơ. Thứ Thứ hai hai đó đó là là xương. xương. Thứ Thứ ba ba là là máu. máu. Thứ Thứ tư tư là là thần thần kinh. kinh. Thứ Thứ năm năm là là hệ hệ thống thống bạch bạch huyết. huyết. À, À, trong trong chương chương trình trình của của chúng chúng ta ta thì thì ở ở đây đây chúng chúng ta ta chỉ chỉ nói nói rõ rõ hơn hơn cái cái phần phần xương, xương, cơ, cơ, mạch mạch máu máu và và thần thần kinh. kinh. Trong Trong đó đó phần phần xương, xương, cơ cơ chúng chúng ta ta đã đã được được học học trong trong phần phần hệ hệ vận vận động. động. Phần Phần mạch mạch máu máu thì thì trước trước tôi tôi có có nói nói với với em em xem xem ở ở trong trong phần phần của của hệ hệ tim tim mạch. mạch. Phần Phần thần thần kinh kinh thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ có có ở ở đây đây đó đó là là các các thần thần kinh kinh ngoại ngoại biên. biên. Như Như vậy, vậy, khi khi học học vào vào từng từng vùng, vùng, khi khi lướt lướt qua qua những những các các chi chi tiết tiết của của xương xương và và cơ, cơ, tôi tôi chỉ chỉ lướt lướt qua qua thôi. thôi. Để Để giảm giảm bớt bớt thời thời gian gian của của em em, em em sẽ sẽ về về xem xem thêm thêm phần phần này. này. Và Và chúng chúng ta ta chỉ chỉ nhắc nhắc kỹ kỹ cái cái thân, thân, đó đó là là phần phần về về mạch mạch máu máu của của phần phần thần thần kinh. kinh. Bây Bây giờ giờ chúng chúng ta ta vào vào phần phần thứ thứ nhất, nhất, đó đó là là vùng vùng của của chi chi trên. trên. Và Và đỉnh đỉnh khu khu thứ thứ nhất nhất của của chi chi trên trên chính chính là là vùng vùng nách. nách. Như Như vậy vậy vùng vùng nách nách của của chúng chúng ta ta được được giới giới hạn hạn như như thế thế nào? nào? Là vùng Vùng nách nách của của
và cái phương đáp pháp đó tưởng được. giới hạn. Thứ nhất gồm có thành ngoài. Thành ngoài được tạo bởi từ thành phần của xương cánh tay, cơ nhị đầu cánh tay, cơ quả cánh tay và tổ chức cơ delta. Thành thứ hai là thành trong. Thành trong chính là cái lồng ngực của chúng ta, thì được tạo bởi chính là bốn cái xương sườn và chiếc cơ gian sườn ở trên cùng, cùng với tổ chức cơ thằng trước. Đây, cơ thằng trước. Thành thứ ba là thành trước. Thành trước chúng ta có thể chúng ta sợ được, đó chính là hệ thống cơ ngực lớn, cơ ngực bé, chiếc cơ dưới đòn và một phần của cơ quả cánh tay. Dạ thầy còn ơi. Lại thành sau. Dạ thầy, cái mic của thầy nó bị vang á, tụi em không có nghe được ạ. Không nghe được hả? Dạ, tụi em không có nghe rõ. Đang nghe được chưa? Dạ, thầy cứ nói đi thầy. Dạ, để tôi xem lại nhé. Tôi xem lại cái micro. Em có nghe còn vang không? Dạ em thấy đỡ hơn xíu rồi, thầy cứ nói đỡ đi hơn thầy. Một chút xíu hả? À, không Dạ. hiểu lý do tại sao hai micro nó hơi kỳ. Dạ, chúng ta nói tiếp một chút ha. Như vậy đó là bốn cái thành chúng ta vừa nói, những thành chúng ta vừa nói. Thì như vậy còn lại cái thành sau, thì chúng ta còn có các tổ chức cơ, đó là tổ chức cơ của vùng vai đó, là cơ dưới vai, cơ trên gai, cơ dưới gai, cơ tròn lớn, cơ tròn bé, đầu dài cơ tăng tập và tổ chức cơ thay. Như vậy với bốn cái thành của hố nách thì nó sẽ giới hạn bên trong lòng của nó các tổ chức thành phần ở bên trong. Đây là các tổ chức cơ mà chúng ta nói ở vùng nách đây, chúng ta nhìn lại. Đây chính là cơ nhị đầu cánh tay với hai cái đầu cơ mà chúng ta biết là đầu dài và đầu ngắn, đúng không ạ? Cái này chúng ta biết rồi, chúng ta lướt qua nhé. Cơ thứ hai nằm ở dưới, đó là cơ cánh tay. Đây là tổ chức cơ của cơ delta. Đây là tổ chức của cơ răng trước. Để thành trước thì chúng ta đang nhìn được đây là cơ ngực lớn. Và đây là cơ cắt ra thì chúng ta nhìn được phía dưới là cơ ngực bẹt. Đây là cơ dưới đầu. Đây thành sau chính cái nhóm của phần vai mà chúng ta nói, gồm cái sáu cơ. À sao bên rồi, chắc là hết rồi đúng không em? Thế bị vang rồi đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Đây là hình ảnh của sáu cái cơ của thành sau ha. Thành sau. Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá xem những các thành phần đi bên trong của nó ha, bên trong của nó.
Thì thành phần bên trong của nó chúng ta có hệ thống mạch máu và hệ thống thần kinh, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta nhìn thứ nhất đó là phần mạch máu. À, xin lỗi, đây là phần thần kinh. À, thì thần kinh đi trong phần hố nách của chúng ta có đó là phần của cái đám rối cánh tay. À, đám rối cánh tay. À, phần cấu trúc của đám rối cánh tay mấy em cần phải nắm chắc hơn, à, nắm kỹ phần đám rối cánh tay này. Thì đám rối cánh tay sẽ được tạo bởi từ các nhánh của đốt sống cổ 4, cổ 5, cổ 6, cổ 7, cổ 8 và ngực 1. Cổ 4, cổ 5, cổ 6, cổ 7, cổ 8 và ngực 1. Từ các nhánh này nó sẽ tập trung lại và tạo thành một cấu trúc đầu tiên của đám rối, chúng ta gọi đó là thân. Từ C4, C5 và C6 sẽ tạo thành thân trên. Từ C7 sẽ tạo thành cái thân giữa. Và C8, D1 hay chúng ta gọi là ngực 1 sẽ tạo thành cái thân dưới. Như vậy chúng ta sẽ có 3 thân: thân trên, thân giữa và thân dưới. Mỗi thân sẽ được chia làm hai ngành, được gọi là ngành trước và ngành sau. Mỗi thân lại tiếp tục chia làm hai ngành, đó là ngành trước và ngành sau. Ngành trước của thân trên và thân giữa sẽ được hợp lại và tạo thành bó ngoài. Ngành trước của thân dưới sẽ một mình nó tạo thành bó trong. Như vậy còn lại ba ngành sau sẽ được hợp lại tạo thành bó sau. Tạo thành bó sau. Đi trong cái cấu trúc của các bó này thì chúng ta sẽ thấy bên trong của nó chính là những cái sợi thần kinh tận cùng. Chính vì vậy, từ các bó sẽ tách ra chúng ta những cái nhánh thần kinh tận cùng. Từ bó ngoài sẽ tách ra chúng ta hai cái sợi thần kinh tận cùng, đó là thần kinh cơ bì và rễ ngoài của thần kinh giữa. Từ bó sau sẽ tách làm hai nhánh, thần kinh quay và thần kinh nách. Và từ bó trong sẽ tách chúng ta làm bốn nhánh tận cùng: rễ trong của thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh bì cánh tay trong và thần kinh bì cẳng tay trong. Như vậy, chúng ta nhớ từ đám rối cánh tay chúng ta sẽ có 8 nhánh thần kinh tận cùng. Nè, 8 nhánh tận cùng. Bây giờ chúng ta sẽ xem trong cái hố nách thì các nhánh này như thế nào. Khi đi ở trong cái hố nách thì tới 8 cái nhánh này nó sẽ đi ở xung quanh một cái động mạch, đó là động mạch cánh tay. Động mạch cánh tay. Và trong vùng nách thì chúng ta chỉ có cái thần kinh nách và thần kinh quay sẽ đi xuất hiện nhiều ở trong vùng nách. Còn các thần kinh khác sẽ tiếp tục đi xuống ở cái vùng cánh tay và vùng cẳng tay. Thành phần tiếp theo chúng ta thấy đó là động mạch nách. Thì động mạch nách thực chất đó chính là động mạch dưới đòn. Và động mạch dưới đòn sẽ tiếp tục đi qua cái điểm giữa của mặt dưới xương đòn và được đổi tên thành động mạch của chi trên. Và đoạn đầu tiên của chi trên đó chính là động mạch nách. Là động mạch nách. À. Như vậy, hôm bữa trước chúng ta cũng đã nói động mạch dưới đòn thì chúng ta có hai phần là động mạch dưới đòn phải và động mạch dưới đòn bên trái. Động mạch dưới đòn trái được xuất phát từ cung động mạch chủ. Trong khi đó, động mạch dưới đòn phải được xuất phát từ động mạch thân cánh tay đầu. À, được xuất phát từ động mạch thân cánh tay đầu. Tuy nhiên, sau khi đi qua được điểm giữa của mặt dưới xương đòn thì đường đi của nó gần như hoàn toàn giống nhau ở cả hai bên. Như vậy, đầu tiên chúng ta nói nguyên ủy của động mạch nách chính là động mạch dưới đòn sau khi đi qua được điểm giữa của mặt dưới xương đòn. Trên đường đi thì chúng ta thấy rằng động mạch nách sẽ cho chúng ta làm 6 nhánh bên, ha, 6 nhánh bên. Và như hồi nãy chúng ta nói đó, thì tất cả cái đoạn trong cái vùng hố nách thì các thần kinh đều đi xung quanh cái trung tâm, đó chính là động mạch nách, ha, mạch nách như chúng ta thấy. 6 nhánh, chúng ta nhớ tên của 6 nhánh động mạch nách. Thứ nhất, động mạch ngực trên. Thứ hai, động mạch cùng vai ngực. Động mạch cùng vai ngực, bản thân nó sẽ tách ra chúng ta làm bốn cái phân nhánh nhỏ: nhánh đòn, nhánh cùng vai, nhánh delta và nhánh ngực. Chúng ta thấy bốn cái phân nhánh nhỏ.
Nhóm thứ ba, động mạch ngực ngoài. Nhóm thứ tư, động mạch vai dưới, hay còn gọi là dưới vai. Nhóm thứ năm, động mạch mũ cánh tay trước. Và thứ sáu, động mạch mũ cánh tay sau. Như vậy chúng ta chỉ yêu cầu mem nhớ dùm tên của các sáu nhánh này. Còn những đường đi, vòng nối vân vân thì chúng ta sẽ được học sau trong các cấu trúc khác, trong các bài hệ hệ khác, hệ vận động. Như vậy chúng ta đã xong được cái vùng đầu tiên, đó là vùng vùng nách. Và quan trọng là em nhớ về xem lại các phần cơ nhé, phần cơ, phần xương. Còn về thần kinh mạch máu thì chủ yếu chúng ta sẽ xem cái phân nhánh và đường đi liên quan là quan trọng. Chúng ta sang cái vùng tiếp theo, đó là vùng cánh tay. Tương tự, vùng thứ hai là vùng cánh tay khuỷu. Như vậy, cái giới hạn nào để chúng ta biết được đâu là vùng nách, đâu là vùng cánh tay khuỷu? Thì như vậy, chúng ta nhớ, sau khi chúng ta lấy cái bờ dưới của cơ ngực lớn, từ bờ dưới cơ ngực lớn đi xuống, cách nếp khuỷu tay khoảng 3 cm, thì vùng đó chúng ta gọi là vùng cánh tay khuỷu. À, chúng ta nhắc lại, từ bờ dưới cơ ngực lớn đi đến xuống cách cái nếp khuỷu khoảng 3 cm, thì vùng đó chúng ta gọi là vùng cánh tay khuỷu. Cánh tay khuỷu. Thì tương tự, chúng ta cũng sẽ có các hệ thống cơ, mạch máu, thần kinh đi trong cái vùng cánh tay khuỷu. Thì về cơ thì chúng ta cũng nhớ rồi, trong vùng cánh tay chúng ta có những cái cơ gì ạ? À, chúng ta có cái cơ gọi là cái nhóm cơ của vùng cánh tay trước và cơ của vùng cánh tay sau. Mà cơ vùng cánh tay trước thì chúng ta gồm có ba cơ, đúng không? Ba cơ được xếp thành hai lớp. Lớp nông đó là cơ cơ nhị đầu, lớp sâu là cơ cánh tay và cơ quả cánh tay. Cơ vùng cánh tay sau thì chúng ta chỉ có một cơ duy nhất, đó là cơ tam đầu cánh tay. Thì chúng ta sẽ về xem lại những cái cơ này. Trong thành phần chúng ta đã có rất rõ, cũng ghi rất rõ. Như vậy mạch máu và thần kinh đi trong cái vùng cánh tay khuỷu này sẽ gồm có những mạch máu thần kinh gì? Thứ nhất, chúng ta nhìn được đây. Thứ nhất, chúng ta có thần kinh nách, thần kinh nách. Thần kinh nách thực ra là chính xác là nó đi trong cái vùng vùng hố nách như hồi nãy chúng ta nói. Tuy nhiên đây chúng ta có thể mô tả lại để thấy rõ hơn. Vì thần kinh nách sẽ đi được cùng với cái nhánh của động mạch cánh tay, đó là nhánh động mạch mũ cánh tay sau. Chính là, xin lỗi, đi cùng với nhánh của động mạch nách là động mạch mũ cánh tay sau. Và nó sẽ chui qua một cái lỗ, đó là lỗ tứ giác vai tam đầu. Chui qua lỗ tứ giác vai tam đầu. Thì lỗ tứ giác vai tam đầu này được tạo bởi chính là từ cơ tròn bé, cơ tròn lớn, đầu dài cơ tam đầu và cái đầu ngoài của cơ tam đầu. Nó sẽ tạo thành chúng ta được đó chính là cái lỗ tứ giác vai tam đầu. Và như vậy đi trong lỗ tứ giác vai tam đầu chúng ta nhớ có thần kinh nách và cái động mạch mũ cánh tay sau. Chúng ta có thể nhìn vào ở bên trong của cái lỗ tứ giác, chúng ta có một cái lỗ hình tam giác. Thì lỗ đó chúng ta gọi là lỗ tam giác vai tam đầu. Và nhìn xuống dưới chúng ta sẽ thấy có một cái lỗ thứ ba được gọi là lỗ tam giác cánh tay tam đầu. Chúng ta nhìn tiếp theo, đây là động mạch cánh tay sâu đi cùng với thần kinh quay. Động mạch cánh sâu đi cùng với thần kinh quay. Động mạch cánh tay sâu chính là nhánh của động mạch cánh tay. Động mạch cánh tay sâu là nhánh của động mạch cánh tay, sẽ được đi cùng với thần kinh quay, chui qua lỗ tam giác cánh tay tam đầu. Và lỗ tam giác cánh tay tam đầu này chúng ta có thể mô tả được đang được tạo bởi chính là từ cơ cơ tròn lớn, đầu dài cơ tam đầu và đầu ngoài của cơ tam đầu, hay chính còn gọi là phần xương cánh tay. Thì sau khi
cái động mạch cánh tay sâu và thần kinh quay đi qua được lỗ tam giác cánh tay tam đầu thì nó sẽ tiếp tục đi ở trong rãnh thần kinh quay. Rãnh thần kinh quay là cái rãnh được tồn tại ở mặt sau của thân xương cánh tay, đúng không ạ? Mặt sau thân xương cánh tay. Chính vì vậy trong trường hợp chúng ta bị gãy những cái thân xương ở phần cánh tay thì sẽ có nguy cơ tổn thương thần kinh quay, đúng không ạ? Thần kinh quay. Và thần kinh quay chính là thần kinh đi vào vận động được cho cơ tam đầu cánh tay. Thần kinh quay là thần kinh nó có nhắn được vận động cho cơ tam đầu cánh tay. Và cơ tam đầu cánh tay động tác chính của chúng ta chính là gấp được cẳng tay hay là duỗi cẳng tay ạ. Động tác chính là duỗi cẳng tay. Chính vì vậy, nếu chúng ta tổn thương thần kinh quay thì cơ tam đầu sẽ không được vận động thì chúng ta không làm được động tác duỗi, cho nên tay chúng ta sẽ luôn luôn ở tư thế gấp. Tư thế gấp. Thần kinh tiếp theo mà chúng ta đang nhìn được ở đây đó là thần kinh giữa. Thần kinh giữa như hồi nãy chúng ta xem ở đám rối cánh tay thì chúng ta không thấy thần kinh giữa, chúng ta chỉ thấy được cái rễ ngoài và rễ trong của thần kinh giữa xuất phát từ bó ngoài và bó trong của đám rối cánh tay. Thì sau khi đi xuống, rễ ngoài và rễ trong của thần kinh giữa sẽ nhập lại và tạo thành thần kinh giữa. Thần kinh giữa sẽ được đi cùng với động mạch cánh tay. Và chính vì vậy, người ta gọi thần kinh giữa là thần kinh trung thành nhất. Thần kinh trung thành nhất với động mạch cánh tay. Và lúc này, thần kinh giữa cùng với động mạch cánh tay sẽ được đi cùng trong một cấu trúc chúng ta gọi đó là ống cánh tay. Chúng ta gọi đó là ống cánh tay. Thì ống cánh tay được cấu tạo giống như một cái hình lăng trụ tam giác. Được cấu tạo gồm có ba cái thành chính. Thành thứ nhất là thành trong. Thành trong chúng ta có thể dùng tay chúng ta sờ được, đó chính là mặt trong ở vùng cánh tay chúng ta đó, mặt trong. Thì thành trong như vậy đó chính là da, tổ chức dưới da và mạc nông. Thành thứ hai là thành sau. Thành sau là cái phần cái vách giang cơ chia vùng cánh tay chúng ta làm hai phần, cánh tay trước và cánh tay sau. Chính là phần vách giang cơ chia chúng ta làm hai phần, cánh tay trước và cánh tay sau. Và còn lại thành thứ ba đó chính là thành trước. Thành trước đó chính là các cơ của vùng cánh tay trước. Như vậy chúng ta đã nhớ cơ của vùng cánh tay trước thì chúng ta gồm có cơ nhĩ đầu, cơ cánh tay và cơ quả cánh tay. Chính vì vậy cái thành trước này người ta cũng có thể chia làm hai nửa. Một nửa trên đó là cơ nhĩ đầu và cơ quả cánh tay. Và một nửa dưới đó chính là cơ nhĩ đầu và cơ cánh tay. Như vậy cấu trúc đó người ta gọi là cấu trúc ống cánh tay. Cấu trúc của ống cánh tay này chúng ta lưu ý cái vách giang cơ trong. Vách giang cơ trong sẽ là cái vách mà sẽ có những cái thần kinh và mạch máu nó xuyên qua để đi từ chỗ ống cánh tay đi ra phía mặt sau của vùng cánh tay. Mặt sau vùng cánh tay. Chút nữa chúng ta sẽ thấy. Như vậy, đi trong ống cánh tay chúng ta nhắc lại có động mạch cánh tay và thần kinh giữa. Thần kinh giữa được xem là thần kinh trung thành nhất. Và trên đường đi thần kinh giữa không phân nhánh, thần kinh giữa không phân nhánh, thần kinh giữa không phân nhánh. Như vậy toàn bộ các cơ của vùng cánh tay trước nó sẽ được vận động bởi thần kinh gì? Như vậy chúng ta nhớ luôn, tất cả các cơ của vùng cánh tay trước sẽ được vận động bởi thần kinh cơ bì, thần kinh cơ bì nhé, được vận động bởi thần kinh cơ bì. Và thần kinh cơ bì còn cho một cái nhánh nhỏ chúng ta gọi là nhánh thần kinh bì cẳng tay ngoài, thần kinh bì cẳng tay ngoài để chi phối cảm giác cho mặt ngoài của vùng cẳng tay, cho nên nó mới có tên là thần kinh cơ bì. Phần tiếp theo đi trong vùng cánh tay đó là động mạch cánh tay. Thì động mạch cánh tay trên đường đi sẽ cho chúng ta ba cái phần nhánh, chúng ta nhớ tên ba cái phần nhánh. Một, động mạch cánh tay sau. Động mạch cánh tay sau đi cùng với thần kinh quay, đi trong rãnh thần kinh quay. Và trước khi đi trong rãnh thần kinh quay, chúng ta nhớ là chui qua lỗ tam giác cánh tay tam đầu. Nhánh thứ hai, thần kinh bên, xin lỗi, động mạch bên trụ trên.
Động mạch bên trụ trên sẽ được đi cùng với thần kinh trụ. Chúng ta nhắc lại, động mạch bên trụ trên sẽ được đi cùng với thần kinh trụ. Và khi động mạch và thần kinh đi cùng với nhau thì đó là ở cái đoạn 1 phần 3 dưới của vùng cánh tay. Nó chỉ được đi cùng với nhau ở đoạn 1 phần 3 dưới của vùng cánh tay. Nghĩa là lúc này thần kinh trụ từ trong ống cánh tay sẽ chui qua vách giang cơ trong, đi ra sau và đi cùng với động mạch bên trụ trên. Thần kinh trụ cùng với động mạch bên trụ trên sẽ đi qua xuống cái vùng khuỷu tay, đúng không ạ? Đi qua vùng khuỷu tay và đi vào trong cái rãnh, chúng ta gọi là rãnh thần kinh trụ. Chúng ta có thể dùng tay sờ được vào ở phía mặt trong của vùng khuỷu tay, đó là nơi khi thỉnh thoảng chúng ta đụng tay vào, chúng ta đụng vào cạnh bàn, chúng ta thấy nó tê, đó chính là thần kinh trụ đi trong rãnh thần kinh trụ. Như vậy động mạch bên trụ trên, chúng ta nhắc lại, được đi cùng tiếp tục với thần kinh trụ trong rãnh thần kinh trụ ở mặt trong vùng khuỷu cánh tay. Nhánh thứ ba, động mạch bên trụ dưới. Động mạch bên trụ trên cùng với động mạch bên trụ dưới sẽ được nối với các nhánh từ động mạch trụ. Chúng ta đang nhìn được đây, nó sẽ đi từ động mạch trụ đi lên. Chúng ta thường hay gọi đó là các nhánh quặt ngược, đúng không ạ? Và nó được nối với động mạch bên trụ dưới tạo thành các vòng nối ở quanh khớp khuỷu. Quanh khớp khuỷu. Động mạch cánh tay như chúng ta nhìn trên hình ảnh chính là sau khi đi qua được cái nếp khuỷu tay khoảng 3 cm ấy, thì tách làm hai nhánh, chúng ta gọi là động mạch quay và động mạch trụ. Đây là động mạch thuộc về vùng cạnh tay, vùng cạnh tay. Đã, như vậy chúng ta đã khảo sát được xong, đó là ở cái đoạn, cái vùng được gọi đó là vùng cánh tay, vùng cánh tay, đúng không ạ? Như vậy ở vùng khuỷu tay thì như thế nào? Ở vùng khuỷu tay thì chúng ta sẽ lưu ý có một cái cấu trúc ở đây. Đây chính là tổ chức cơ nhị đầu. Và chúng ta tạm gọi đó là nhóm cơ ở vùng giữa. Đây là nhóm cơ của vùng cẳng tay ngoài lớp nông. Với ba cái cơ chúng ta biết đó là cơ cánh tay quay, cơ duỗi của tay quay dài và cơ duỗi của tay quay ngắn. Chúng ta tạm gọi là chấm ngoài. Và đây là các cơ của vùng cẳng tay trước thuộc lớp nông, gồm có bốn cơ: cơ sấp tròn, cơ gấp cổ tay quay, cơ gang tay dài và cơ gấp cổ tay trụ. Chúng ta tạm gọi đó là nhóm cơ trong. Thì ba nhóm cơ này sẽ giới hạn chúng ta một cái hình chữ V ở vùng khuỷu tay. Chúng ta gọi đó là rãnh nhị đầu. Như vậy rãnh nhị đầu này gồm có hai phần là trong và ngoài. Rãnh nhị đầu ngoài, như vậy xét về giới hạn nó gồm có ba cái thành. Thành trong chính là gân cơ nhị đầu. Thành ngoài chính là nhóm cơ ngoài và thành sau chính là cơ vùng cánh tay. Thì đi trong cái rãnh nhị đầu ngoài này, chúng ta nhớ có hai chi tiết chúng ta quan trọng. Một là nhánh nông của thần kinh quay và hai là nhánh động mạch bên quay. Động mạch bên quay chính là nhánh của động mạch quay, động mạch cánh tay sâu. Động mạch bên quay chính là nhánh của động mạch cánh tay sâu. Như vậy chúng ta nhớ đi trong rãnh nhị đầu ngoài. Cái thứ hai là rãnh nhị đầu trong. Rãnh nhị đầu trong như vậy tương tự chúng ta cũng có ba cái thành. Thành trong chính là nhóm cơ trong. Thành ngoài chính là gân cơ nhị đầu. Và thành sau cũng chính là cơ cánh tay. Đi trong cái rãnh nhị đầu trong này có hai chi tiết chúng ta quan tâm. Đó là động mạch cánh tay và thần kinh giữa. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta thấy khi chúng ta học đo huyết áp, chúng ta dùng tay đặt vào ở phía mặt trong của vùng khuỷu, chúng ta sợ được cái mạch nó đập. Mặt đó chính là động mạch cánh tay đang đi ở trong rãnh nhị đầu trong. Đây là nơi chúng ta thường đo được huyết áp đó, bắt mạch đo huyết áp. Đồng thời, đây cũng là nơi mà chúng ta cũng có thể chích thuốc được vào trong cái hệ thống tĩnh mạch của vùng vùng khuỷu tay. Hôm trước chúng ta có nói chúng ta lưu ý cái hệ thống M tĩnh mạch đó, M tĩnh mạch. Như vậy, chúng ta đã thấy được đó chính là ở cái vùng khuỷu tay. Còn đây chính là thần kinh cơ bì mà hồi nãy chúng ta nói cũng vận động cho tất cả các nhóm cơ ở vùng cánh tay trước và cho thần nhánh thần kinh bì cánh tay ngoài. Chúng ta sang cái vùng tiếp theo, đó là vùng cẳng tay. Chúng ta sang vùng tiếp theo, đó là vùng cẳng tay.
thì ở vùng cẳng tay. Vùng cẳng tay như vậy được giới hạn từ đâu? Vùng cẳng tay chính là vùng đang được giới hạn mà chúng ta nói từ dưới nếp khuyển khoảng 3 cm cho đến cái nếp gấp của vùng cổ tay, cho tới nếp gấp của vùng cổ tay. Thì vùng cẳng tay chúng ta nhớ được chia ra làm hai vùng, đó được gọi là vùng cẳng tay trước và vùng cẳng tay sau. À, vùng cẳng tay trước và vùng cẳng tay sau. Về nhóm cơ của các cơ này chúng ta cũng đã được nắm rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta biết là cơ vùng cẳng tay trước chúng ta có bao nhiêu cơ? À, chúng ta có 8 cơ, có tên gọi là 8 cơ này đang được xếp thành 3 lớp cơ. Lớp nông chúng ta có 4 cơ, đúng không ạ? Lớp nông chúng ta có 4 cơ. Đó là cơ sấp tròn, cơ gấp cổ tay quay, cơ gang tay dài và cơ gấp cổ tay trụ chúng ta đã nói. Lớp giữa chúng ta có một cơ duy nhất, đó là cơ gấp chung các ngón nông. Và lớp sâu chúng ta có 3 cơ còn lại là cơ gấp chung các ngón sâu, cơ gấp ngón cái dài và cơ sấp vuột. Đây chính là hệ thống mạch nông, tĩnh mạch nông ở vùng cẳng tay hôm nay chúng ta nói. À. Đây chính là lớp nông chúng ta nói đây, 4 cơ. Sấp tròn, gấp cổ tay quay, gang tay dài, cổ tay trụ. Phần nguyên lý bám tận này mấy em có thể bỏ qua, không cần nhớ nhé. Đấy, như vậy đó là các cơ ở vùng cẳng tay trước đó. Với 8 cơ. Thì 8 cơ này tất cả đều bám vào đâu ạ? Đa phần đều bám vào. Đã bám vào đâu? Vào mõm trên lồi cầu trong. Và nếu chúng ta nghe cái tên, chúng ta thấy nó có tên là gì ạ? Gấp và sấp. Cho nên động tác chính của nhóm cơ này, chúng ta lưu ý đó là gấp cẳng tay, bàn tay, ngón tay. Sấp cẳng tay, bàn tay. Nhóm cơ thứ hai đó là nhóm cơ của vùng cẳng tay sau. Nhóm cơ vùng cẳng tay sau chúng ta sẽ gồm có 12 cơ tất cả. Và với 12 cơ này được chia làm hai lớp cơ. Lớp nông chúng ta có 7 cơ và lớp sâu có 5 cơ. Lớp nông với 7 cơ được chia làm hai cái nhóm cơ. Nhóm ngoài chúng ta có 3 cơ. Đó là cơ cánh tay quay, cơ duỗi của tay quay dài và cơ duỗi của tay quay ngắn. Với 3 cơ. Lớp sâu, à xin lỗi, nhóm sau chúng ta còn lại 4 cơ. À, 4 cơ. Thứ nhất đó là cơ khuỷu, thứ hai là cơ duỗi của tay trụ, thứ ba là cơ duỗi ngón út và thứ tư là cơ duỗi chung các ngón. Bốn cái 4 cơ. Như vậy còn lại ở lớp sâu chúng ta sẽ có 5 cơ. 5 cơ có tên gọi đó là thứ nhất chúng ta sẽ thấy có 3 cơ đi về cho ngón cái, gồm có cơ duỗi cổ tay quay dài, cơ giãn ngón cái dài, cơ duỗi ngón cái ngắn, cơ duỗi ngón cái dài. Đó là ba cơ đi về ngón cái. Giãn ngón cái dài, cơ duỗi ngón cái ngắn, cơ duỗi ngón cái dài. Cơ thứ tư là cơ đi về ngón trỏ, là cơ duỗi ngón trỏ. Và cơ thứ năm đó là cơ cơ ngửa à, thứ năm đó là cơ ngửa. Như vậy với 5 cơ của lớp sâu thì chúng ta ở đây cũng lưu ý một chút, tất cả các nhóm cơ này đa phần đều được bám từ lồi cầu ngoài và cái tên của nó đều có cơ duỗi và ngửa, cho nên động tác chính của nó là duỗi cẳng tay, bàn tay, ngón tay và ngửa cẳng tay, bàn tay. À, chúng ta cũng lưu ý một của vị trí này tạo thành một cái giới hạn, một cấu trúc rất đặc biệt, người ta gọi đó là hố Lào. À, hố Lào. Như vậy với các tổ chức của vùng cơ vùng cẳng tay như vậy thì chúng ta sẽ có các thành phần đi bên trong của nó với các hệ thống mạch máu và thần kinh sẽ có như sau. Thứ nhất là chúng ta biết là động mạch cánh tay sẽ tách làm hai nhánh là động mạch quay và động mạch trụ. Như vậy động mạch quay sẽ tiếp tục đi như thế nào? Động mạch quay sẽ đi ra phía ngoài của vùng cẳng tay. Và trên đường đi nó cho chúng ta được các nhánh chính là đó là động mạch quạt ngược quay. Các động mạch cung cấp cho vùng cẳng tay, động mạch gang tay nông và cái động mạch ngón cái chính khi nó đi xuống vào cái vùng bàn tay. À, vùng bàn tay.
là chúng ta nhìn hình ảnh đây ở vùng cẳng tay, thì đây chính là động mạch quay và đây chính là động mạch trụ, hai nhánh của động mạch cánh tay. Thì động mạch quay sẽ đi cùng với nhánh nông của thần kinh quay nằm ở dưới cơ cánh tay quay, nằm ở dưới cơ cánh tay quay. Và lúc này thì thần kinh đang nằm ở phía ngoài so với động mạch. Đây, thần kinh nằm phía ngoài so với động mạch. Trên đường đi thì chúng ta cho nhánh đây chính là động mạch quạt ngược quay. Động mạch quạt ngược quay. Chính vì vậy, người ta nói rằng cơ cánh tay quay được xem là cơ tùy hành, hay là người ta gọi là cơ dẫn đường đấy, cơ tùy hành của động mạch quay. Thì cái cơ cánh tay quay này có một vị trí bám rất đặc biệt, chúng ta cũng có thể để ý một chút là nó được bám vào ở cái mõm trâm quay, được bám vào mõm trâm quay. Cho nên bản thân cơ cánh tay quay này, động tác chính của nó lại giúp chúng ta sấp được cẳng tay, sấp được cẳng tay. Tuy nó thuộc nhóm cơ ngoài, sấp được cẳng tay. Cho nên trước đây trong một số tài liệu người ta còn gọi cơ cánh tay quay là cơ sấp lớn, cơ sấp lớn. Động mạch thứ hai chúng ta nhìn được ở đây đó là động mạch trụ. Thì động mạch trụ trên đường đi cho chúng ta ba cái nhánh quan trọng. Một, đó là động mạch giang quốc trung. Thứ hai là động mạch quạt ngược trụ. Và thứ ba là cái động mạch cung cấp máu ở vùng cẳng tay. À, còn nhánh thứ tư, động mạch gan tay sâu, đó là nhánh động mạch đi vào vùng bàn tay. Trong đó động mạch giang quốc trung là động mạch sẽ tiếp tục tách chúng ta thành ba nhánh nhỏ: động mạch giang quốc trước, động mạch giang quốc sau và động mạch quạt ngược giang quốc. Đây chính là động mạch trụ, động mạch giang quốc trung. Động mạch giang quốc trung là một nhánh động mạch rất ngắn, rất nhỏ thôi. Và sau khi nó đi ra được ở bờ dưới của cơ sấp tròn thì nó tách chúng ta thành động mạch giang quốc trung. Động mạch giang quốc trung ngay lập tức tách làm hai nhánh là giang quốc trước và giang quốc sau, đi ra phía trước và phía sau của màng giang quốc. Thì chúng ta cũng sẽ lưu ý một chút. Động mạch giang quốc trước sẽ được đi cùng với thần kinh giang quốc trước, là nhánh của thần kinh trụ. À, xin lỗi, là nhánh của thần kinh giữa. À, chúng ta nhắc lại, động mạch giang quốc trước sẽ được đi cùng với thần kinh giang quốc trước, là nhánh của thần kinh giữa. Động mạch giang quốc sau sẽ được đi cùng với thần kinh giang quốc sau. Và thần kinh giang quốc sau là nhánh của thần kinh quay sâu, là nhánh của thần kinh quay sâu, hay còn gọi là nhánh sâu của thần kinh quay. Đây chính là động mạch quạt ngược, động mạch quạt ngược trụ. Và hồi nãy chúng ta có nói động mạch quạt ngược trụ sẽ đi lên nối với động mạch bên trụ trên và bên trụ dưới để tạo thành cái vòng nối quanh khớp khuỷu. Động mạch trụ như vậy ở vùng cẳng tay sẽ được đi cùng với thần kinh trụ, đúng không? Nó cũng được đi cùng với thần kinh trụ và nó nằm ở dưới cái cơ có tên gọi là cơ gấp cổ tay trụ. Thần kinh lúc này nằm ở phía trong so với động mạch. Thần kinh nằm phía trong so với động mạch. Như vậy, chúng ta đã thấy được đó là động mạch quay và động mạch trụ phân nhánh, đúng không ạ? Chúng ta sang tới các thần kinh đi ở vùng cẳng tay. Thứ nhất là vùng cẳng tay trước. Thì như chúng ta đã thấy, ở vùng cẳng tay trước, lúc này chúng ta sẽ có sự xuất hiện của ba cái thần kinh. Một, thần kinh quan trọng nhất là thần kinh trụ. À, xin lỗi, thần kinh giữa. À, thần kinh giữa. Thần kinh giữa sau khi đi cùng với động mạch cánh tay đã đi qua cái rãnh nhị đầu trong và đi xuống ở vùng cẳng tay trước. Ở vùng cẳng tay trước thì chúng ta lưu ý thần kinh giữa sẽ cho nhánh vận động cho 6 cơ rưỡi. Rồi chúng ta nói cơ vùng cẳng tay trước có tổng cộng là 8 cơ. Đúng không ạ? Thì thần kinh giữa chỉ vận động cho 6 cơ rưỡi thôi. Nghĩa là còn lại một cơ rưỡi, đó là cơ gấp cổ tay trụ, và một nửa
trong của cơ gấp chung các ngón sâu sẽ do thần kinh trụ vận động. Như vậy khi hỏi tới thần kinh giữa thì chúng ta nhớ nha, thần kinh giữa sẽ vận động cho 6 cơ rưỡi của vùng cẳng tay trước, ngoại trừ một cơ rưỡi thôi, đó là cơ gấp cổ tay trụ, và một nửa trong của cơ gấp chung các ngón sâu sẽ cho thần kinh trụ vận động. Cơ vùng cẳng tay trước động tác chính là gấp và sấp, đúng không ạ? Cho nên trong trường hợp tổn thương thần kinh giữa vùng cẳng tay thì tay chúng ta sẽ không ở tư thế gấp và sấp được, và thường ở tư thế duỗi và hơi ngửa. À, bàn tay như vậy, cái cẳng tay như vậy, người ta gọi đó là dấu hiệu bàn tay nhà tiên tri. À, dấu hiệu bàn tay nhà tiên tri. Bàn tay hơi duỗi và ngửa. Như vậy đó là thần kinh giữa chúng ta nhớ. À, thần kinh thứ hai đi ở vùng cẳng tay, đó là thần kinh trụ. Và thần kinh thứ ba chúng ta có đó là thần kinh quay đông. À, thần kinh quay đông. À, để cho liên tục chúng ta có thể thấy được đây là nhánh thần kinh quay đông trước. À, như chúng ta biết thần kinh quay đông chính là nhánh của thần kinh quay. Thần kinh quay. Sau khi đi ra được ở rãnh nhị đầu ngoài, nó sẽ được đi cùng với động mạch quay nằm ở dưới cơ cánh tay quay. Trên đường đi thì nhánh thần kinh quay đông này không cho nhánh vận động cho cơ nào cả. Và nhánh đông thần kinh quay sẽ tiếp tục đi xuống vùng mu tay, nghĩa là đi ra cái mặt mu tay, để chi phối cảm giác cho ba ngón rưỡi ngoài của vùng mu tay. Để chi phối cảm giác cho ba ngón rưỡi ngoài của vùng mu tay, như chúng ta thấy đi xuống vùng mu tay. Ở trên hình ảnh chúng ta thấy có một cái vùng giới hạn chúng ta đang vẽ được, đó chính được gọi là cái hố lào. Hố lào. Hố lào này chính là cấu trúc mà nếu chúng ta thử dang ngón tay cái ra, chúng ta sẽ thấy được một cái khối cấu trúc hình tam giác nó lõm xuống. Thì cấu trúc hình tam giác lõm xuống đó được gọi là hố lào. À, thì đi qua cái hố lào sẽ có được một phần của nhánh đông thần kinh quay cùng với động mạch quay. À, động mạch quay. Thì như vậy hố lào được giới hạn như thế nào? Hố lào được giới hạn bởi ba cái gân cơ đi từ vùng cẳng tay sau mà lớp sâu đi xuống, hồi nãy chúng ta nói. Đó là cơ dạng ngón cái dài, cơ duỗi ngón cái ngắn và cơ duỗi ngón cái dài. Cơ dạng ngón cái dài, cơ duỗi ngón cái ngắn và cơ duỗi ngón cái dài sẽ tạo thành cấu trúc có tên gọi đó là hố lào. À, hố lào. Và đi bên trong chúng ta nhớ có cái động mạch cánh tay, động mạch quay và cái nhánh đông của thần kinh quay. Về chức năng thì chúng ta nhớ nhánh đông thần kinh quay sẽ làm gì ạ? Chi phối cảm giác ba ngón rưỡi ngoài của vùng mu tay. Ba ngón rưỡi ngoài đó chính là ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và một nửa của ngón áp út đó. Thần kinh tiếp theo chúng ta nhìn được đó là vùng cẳng tay sau này. Đó chính là nhánh sâu của thần kinh quay. Thì thần kinh quay tiếp tục cho nhánh sâu thần kinh quay và đi ở vùng cẳng tay sau. Và ở vùng cẳng tay sau thì nhánh sâu thần kinh quay sẽ cho cái nhánh thần kinh giang cốt sau vận động cho tất cả các cơ còn lại ở vùng cẳng tay sau. Nha, vận động cho các cơ ở vùng cẳng tay sau. Và cơ vùng cẳng tay sau chúng ta biết cái tên gọi của nó là gì ạ? À? Các cơ duỗi và cơ ngửa, đúng không ạ? Cho nên trong tổn thương thần kinh quay sâu thì chúng ta sẽ không duỗi và ngửa được cẳng tay, và chúng ta ở sẽ tư thế gấp và sấp. Như vậy chúng ta sẽ thấy bàn tay chúng ta tư thế gấp và sấp, giống như cái cổ con cò, hay bàn tay chúng ta bị rụ xuống, người ta gọi đó là dấu hiệu bàn tay cổ cò, hay còn gọi là dấu hiệu bàn tay rơi trong tổn thương thần kinh quay quay sâu. Đây dấu hiệu bàn tay cổ cò ha, trong tổn thương thần kinh quay. Chúng ta còn lại cái nhánh thứ ba, đó là thần kinh trụ. Thì thần kinh trụ, như chúng ta biết, sau khi đi qua vùng khuỷu tay, đi qua rãnh thần kinh trụ, thì nó tiếp tục đi xuống vùng cẳng tay trước và đi cùng với động mạch gì ạ? Động mạch trụ. Thần kinh sẽ nằm ở phía
phía trong so với động mạch và nằm ở dưới cơ gấp của thai trụ. Dưới cơ gấp của thai trụ. Và nó sẽ cho nhánh vận động cho một cơ rưỡi, đó là cơ gấp của thai trụ và một nửa trong của cơ gấp chung các ngón sau. Và sau đó thần kinh trụ sẽ tiếp tục đi qua vùng gang tay để đi xuống vùng bàn tay. Như vậy chúng ta đã thấy được đó là ở cái vùng vùng cẳng tay, đúng không ạ? Vùng cẳng tay với các vùng cẳng tay trước, vùng cẳng tay sau. Và chúng ta lưu ý ba cái thần kinh quan trọng ở đây, đó là thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh quay. Chúng ta sang cái vùng tiếp theo, đó là vùng bàn tay. Bàn tay. Như vậy ở vùng bàn tay, ở vùng bàn tay thì chúng ta nhớ cũng tương tự, vùng bàn tay chúng ta được chia làm hai vùng chính, đó là vùng gang tay và vùng mu tay. Trong đó ở cái vùng gang tay là cái vùng nó sẽ tập trung rất nhiều cơ, mạch máu và thần kinh. Còn phần mu tay thì hầu như chúng ta không có cơ, mà chúng ta chỉ có các gân cơ của vùng cẳng tay sau đi xuống thôi, còn không có nhiều tổ chức cơ. Chính vì vậy chúng ta sẽ chú ý nhiều ở cái vùng gang tay. À, vùng gang tay. Thì trong vùng gang tay như chúng ta biết, hệ thống, nếu chúng ta nhìn vào vùng gang tay thì giới hạn của nó sẽ được tính từ nếp gấp của vùng cổ tay cho tới các đầu ngón tay. À, nếp gấp vùng cổ tay cho tới vùng đầu ngón tay. Thì ở trong vùng gang tay thì chúng ta có một cái lưu ý đầu tiên rõ ràng, đó là cái da, đúng không ạ? Da vùng gang tay nó rất dày, đúng không? Nó dày. Và dưới cái tổ chức da chúng ta sẽ có một cái lớp được gọi là cân của vùng gang tay. Cân vùng gang tay. Và cái cân gang tay này sẽ được nối vào ở giữa các ngón tay với các trẹ dọc và các trẹ ngang và tạo thành một cái bó để nó bảo vệ cho các tổ chức bên trong của vùng gang tay. Và đi dưới cái cân gang tay này đó là các tổ chức cơ. Và chúng ta nhớ cơ của vùng gang tay thì được chia ra làm ba nhóm cơ. Nhóm cơ của mô cái, nhóm cơ của mô út và nhóm cơ của mô giữa. Với số lượng cơ, ngón cái là 4, ngón út là 4 và mô giữa là 2. À, à. Như vậy chúng ta nhớ theo cái sơ đồ là 4, 2, 4. À, 4, 2, 4. Dễ nhớ, đúng không ạ? À, thì ở cái vùng bàn tay thì có một cái đoạn, đó là đoạn từ cái nếp gấp cổ tay. Thì ở cái vùng nếp gấp cổ tay này có một cấu trúc đặc biệt chúng ta cũng quan tâm, người ta gọi đó là cấu trúc ống cổ tay. À, ống cổ tay thì ống cổ tay này là một cấu trúc nó được tạo bởi ở phía trước là tổ chức các mạc giữ cái gân gấp, các mạc giữ gân gấp của vùng cổ tay. Và nằm dưới cái mạc giữ gân gấp đó chúng ta có các tổ chức gân cơ gấp chung các ngón nông, gân cơ gấp chung các ngón sâu và cái thần kinh giữa địa bên trong. Chính vì vậy trong những cái trường hợp người ta gọi là bị hẹp cái ống cổ tay, nó sẽ đưa đến chèn ép thần kinh giữa và đưa đến cái hội chứng ống cổ tay. Như vậy nói tóm lại, hội chứng ống cổ tay là một cái bệnh lý xảy ra khi cái ống cổ tay nó bị hẹp và có triệu chứng chèn ép của thần kinh giữa. À, thần kinh giữa. Đây chính là mạc giữ các gân gấp. Và đi qua đó chính là các tổ chức gân gân cơ. Đây là gân cơ gấp chung ngón sâu, ngón 3, ngón 4 nằm ở trên và ngón 2, ngón 5 nằm ở dưới. Tiếp theo là gân cơ gấp chung các ngón sâu. Để thần kinh giữa đi qua. À, thần kinh giữa đi qua. Đây là bốn cái nhóm cơ mà chúng ta nói. À, xin lỗi, ba cái nhóm cơ vùng gang tay mà chúng ta nói, với cơ ngón cái với bốn cơ, cơ ngón út có bốn cơ và mô giữa có hai cơ. À, chúng ta biết cơ ngón cái có bốn cơ là cơ gì á? Cơ dạng, ngón cái ngắn, cơ duỗi ngón cái ngắn, cơ đối ngón cái và cơ khép ngón cái. Đối với ngón út tương tự, đúng không? Đối với ngón út chúng ta tương tự cũng sẽ có cơ dạng ngón út ngắn, cơ gấp ngón út ngắn, cơ đối ngón út.
Tim mạch và cơ gan tay ngắn. Còn lại ở môi giữa chúng ta sẽ có các cơ cơ gian cốt gan tay, cơ gian cốt mu tay và cơ du. À, cơ du. Phần nguyên ủy bám tận của các nhóm cơ này chúng ta bỏ qua, à, chúng ta không cần nhớ. Để nhóm cơ môi giữa chúng ta có đó chính là cơ du và nhóm cơ gian cốt. À, trong này chúng ta nhớ chút xíu một chút cái động tác quan trọng. Đó là cái cơ gian cốt gang tay. Động tác chính đó là khép các ngón tay lại nha. Khép ngón tay. Còn động tác chính của cơ gian cốt mu tay, động tác chính là dang các ngón tay. Dang các ngón tay. Cho nên chúng ta nhớ một cái câu để sau này chúng ta dễ nhớ là mu, dang, gang, khép. Nha. Mu, dang, gang, khép. Đó. Động tác chính đó, của các cơ gian cốt. Đây khi chúng ta nhìn ở trên xác ha. Đó chính là hội chứng ống cổ tay khi mà thần kinh giữa đi qua nó có sự chèn ép. Như vậy, thần kinh giữa khi đi qua ống cổ tay nó bị chèn ép như thế nào mà nó sẽ đưa đến bệnh lý? Thì chút nữa chúng ta sẽ thấy được cái chức năng khi nó đi vào tổ chức của vùng bàn tay. Còn đây là hình ảnh cho chúng ta thấy thần kinh giữa nó cũng đi xuống, đi vào trong vòng gang tay, nhưng nó không nằm ở dưới cái mạc giữa gân gấp. Cho nên trong hội chứng ống cổ tay thì thần kinh giữa không bị chèn ép. Thần kinh giữa sẽ đi chui qua những cái phần ở giữa của mạc giữa gân gấp và giống như nó đi gọi đó là cho nên trong hội chứng ống cổ tay thì không có tổn thương thần kinh giữa, nhưng mà thần kinh giữa sẽ có một tổn thương ở vùng khuỷu tay, à, xin lỗi, thần kinh trụ sẽ có một cái tổn thương. Khuỷu tay trong. Như vậy ở vùng thì chúng ta có thứ nhất đó là thần kinh. Thần kinh đi xuống vùng gang tay lúc này sẽ có hai cái thần kinh chính. Một đó là thần kinh giữa. Thứ nhất là thần kinh giữa. Thần kinh giữa sau khi đi qua mạc giữa gân gấp và đi xuống vùng gang tay thì nó cho chúng ta hai loại nhánh. Thứ nhất là nhánh nông ngón rưỡi ngoài của vùng gang tay, chi phối cảm giác ba ngón rưỡi ngoài của vùng gang tay. Chi phối cảm giác ba ngón rưỡi ngoài của vùng gang tay. Nghĩa là ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và nửa ngón áp út ở mặt trong. Và nhánh sâu sẽ vận động cho năm cơ của vùng gang tay. Năm cơ của vùng gang tay. Năm cơ đó là năm cơ gì? Năm cơ có tên gọi là cơ già ngón cái ngắn. Cơ gấp ngón cái ngắn, cơ đối ngón cái và có hai cơ của môi giữa, đó là cơ dung một và cơ dung hai. Yeah, như vậy chúng ta nhớ nhánh sâu của thần kinh giữa sẽ vận động cho năm cơ. Chúng ta có thể nhớ cho nó dễ nhớ đó là cơ già, gấp, đối của ngón cái cùng với cơ dung một và cơ dung hai. Thần kinh thứ hai là thần kinh trụ. Thần kinh trụ như chúng ta nói ở vùng cổ tay nó không nằm ở dưới mà nó chỉ chui qua một cái phần thôi, tạo thành một cái đường hầm, chúng ta gọi đó là ống quy dông. Và như vậy nó cũng đi xuống vùng gang tay chia làm hai loại nhánh. Nhánh nông sẽ chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi trong của bàn tay. Và nhánh sâu sẽ chi phối cảm giác cho tất cả các cơ còn lại của vùng gang tay. Nghĩa là ngoại trừ mấy cơ ạ? À, ngoại trừ năm cơ mà chúng ta đã nói, đúng không ạ? Năm cơ đã nói do nhánh sâu của thần kinh giữa vận động, đó là cơ giãn, cơ gấp, cơ đối, ngón cái, cơ dung một và cơ dung hai. Chính vì vậy, đây là hình ảnh chúng ta thấy ở ngón cái, các cơ một cái nó bị teo đi do tổn thương nhánh sâu của thần kinh giữa này.
Và đây là hình ảnh chúng ta thấy cái bác này đang chạy đầu rất khó khăn. Bác phải dùng bàn tay để nâng cái cùi chỏ lên, nghĩa là hỗ trợ cho động tác gấp. Đúng ạ, động tác gấp. Đồng thời, khi bàn chải chúng ta chạy đầu là chúng ta đang làm ở động tác sấp. Như vậy bác này đang làm động tác gấp và sấp rất khó khăn thông qua động tác chạy đầu. Đây là một hình ảnh tổn thương thần kinh giữa, thần kinh giữa. Đây là hình ảnh do tổn thương thần kinh trụ khi nó vận động, mất vận động tất cả các cơ của vùng nhóm cơ của ngón út, đúng không ạ? Các cơ dung 3, dung 4, cơ giang cốt, gang tay, cơ giang cốt của mình mu tay, cơ dung 3, dung 4. Và cơ khép ngón cái đặc biệt, còn lại cái cơ khép ngón cái. Cho nên đây là hình ảnh để chúng ta thấy tổn thương cái cơ khép ngón cái, cái cơ, cái tổn thương ở trên ngón cái sẽ bị teo đi. Đây. Nhấn sâu vận động cho năm cơ chúng ta nói đây. Đây là hình ảnh để cho chúng ta thấy khi nó teo đi như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị mất một cái chi tiết, người ta gọi là cái trái chanh, hay cái chỗ cơ nó lồi lên ở trên ngón cái. Chúng ta nhìn lại hình ảnh này, thần kinh trụ. Để chúng ta không thấy được là cái chỗ cơ này đây, chúng ta sẽ thấy nó teo đi, mất cái nhóm cơ ở trên ngón cái đi, người ta gọi đó là dấu hiệu mất trái chanh trong tổn thương thần kinh trụ trong tổn thương cái cơ khép của ngón cái. Đây dấu hiệu bàn tay vuốt trụ trong tổn thương thần kinh trụ. Chúng ta sang tới động mạch của gan tay. Thì động mạch của vùng gan tay chúng ta biết là gồm có đi xuống gồm có động mạch quay và động mạch trụ. Động mạch quay và động mạch trụ khi đi xuống vùng gan tay thì nó sẽ được thông nối lại với nhau và tạo thành các cung gan tay. Thì ở đây chúng ta sẽ gồm có hai cái cung chính, đó là cung gan tay nông và cung gan tay sâu. Thứ nhất là cung gan tay nông. Thì cung gan tay nông đang được tạo bởi từ nhánh gan tay nông của động mạch quay nối với động mạch trụ. Nếu chúng ta nhớ, cung gan tay nông đang được tạo bởi từ nhánh gan tay nông của động mạch quay và nối với động mạch trụ. Khi tạo thành cái cung gan tay nông thì nó nằm ở rất nông ngay phía dưới của cái cân gan tay hồi nãy chúng ta nói. Và đây chính là nó sẽ thì nếu chúng ta nhìn trên cái cung gan tay nông, chúng ta sẽ thấy cung gan tay nông đang được cấp máu chủ yếu chính là từ từ động mạch trụ nha, từ động mạch trụ, đúng không? Còn động mạch quay nó chỉ tạo từ một cái nhánh thôi, đó là nhánh gan tay nông. Tuy nhiên từ cung gan tay nông nó sẽ cho những cái nhánh nhỏ để đi xuống các vùng bàn tay và ngón tay. Đầu tiên nó sẽ cho các nhánh đi ở giữa các vùng xương đốt bàn, chúng ta gọi đó là động mạch gan ngón chung. Và tiếp tục khi đến ngón tay nó sẽ tách ra các nhánh động mạch gan ngón riêng, gan ngón riêng để đi về vùng gan tay. Như vậy đó là động mạch gan ngón chung và động mạch gan ngón riêng. Nếu chúng ta để ý, nếu chúng ta cong cái ngón giữa đụng vào vùng gan tay hoặc là chúng ta giang ngón cái từ cái bờ ngón cái chúng ta kéo vào trong thì vị trí đó là vị trí chúng ta đang đụng được vào cái đỉnh của cái cung gan tay. Và đó chính là cái vị trí chúng ta thường hay bị tổn thương nếu chúng ta không cẩn thận trong những cái phẫu thuật vùng gan tay mà chúng ta bóc tách ở vị trí này, chúng ta coi chừng sẽ cắt trúng cái cung gan tay nông và gây ra chảy máu rất nhiều. Như vậy cái vị trí cung gan tay nông và đối chiếu lên vùng gan tay, chúng ta nhớ có thể là ngay cái vị trí của ngón giữa chúng ta cong lại và đụng vào vùng gan tay hoặc là từ bờ của ngón cái chúng ta kéo vào trong. Chúng ta nhìn sang tới cung gan tay sâu. Như vậy cung gan tay sâu sẽ được tạo bởi từ nhánh gan tay sâu của động mạch trụ để nối với động mạch quay. Như vậy tạo bởi từ nhánh gan tay sâu của động mạch trụ và nối với động mạch quay. Cung gan tay nông và cung gan tay sâu sẽ được thông nối với nhau qua các nhánh
Động mạch gan đốt bàn. Cung gan tay sâu đối với cung gan tay nông qua nhánh động mạch gan đốt bàn. À, qua nhánh động mạch gan đốt bàn. Thì động mạch quay sau khi mà nó đã được tạo thành cái cung gan tay sâu rồi đó, thì lúc này nó sẽ tách chúng ta những cái nhánh để đi về phía ngón cái và ngón trỏ. Chúng ta gọi đó là động mạch ngón cái chính và động mạch quay ngón trỏ. Chính vì có động mạch ngón cái chính, cho nên khi chúng ta để ý chúng ta dùng tay, chúng ta bắt mạch cho bệnh nhân. Thì như hồi nãy chúng ta nói, nếu chúng ta bắt mạch cho bệnh nhân là chúng ta bắt vào động mạch quay đó, ở phía mặt ngoài của tay. Thì khi chúng ta dùng cái thủ thuật để bắt mạch, chúng ta dùng các ngón tay, ngón hai hoặc ngón ba, hoặc ngón ba, ngón bốn, chứ không bao giờ chúng ta dùng ngón cái để chúng ta bắt mạch cho bệnh nhân. Vì tại sao? Vì nếu chúng ta dùng ngón cái chúng ta bắt mạch của bệnh nhân, thì đôi khi chúng ta sẽ bắt nhầm mạch của chúng ta với mạch của bệnh nhân. Vì ở đây chúng ta có một động mạch rất lớn, đó là động mạch ngón cái chính. Đó là lý do tại sao khi chúng ta bắt mạch, chúng ta phải dùng ngón trỏ, ngón giữa hoặc là ngón giữa, ngón áp út, mà không dùng ngón cái. Như vậy đó là cái lớp động mạch ở vùng gan tay. Ở với vùng mu tay thì động mạch quay sẽ đi ra ở vùng mu tay mà chúng ta nói bằng cách đi qua cái hố gì ạ? Hố Lào. À, hố Lào, và sẽ tạo thành cái cung mu tay. Tạo thành cung mu tay. Và từ cung mu tay sẽ cho các nhánh đi ở giữa các xương đốt bàn. Chúng ta gọi là động mạch mu đốt bàn. Động mạch mu đốt bàn. Và tiếp tục đi về phía ngón tay, tạo thành các nhánh động mạch mu ngón tay hoặc là mu đốt ngón. Mu đốt ngón. Động mạch. Giữa động mạch của vùng gan tay và động mạch mu tay cũng sẽ được thông nối với nhau bằng những cái nhánh xuyên. À, những nhánh xuyên. Bằng những nhánh xuyên. À, chính vì ở đây chúng ta nhớ động mạch quay đi qua cái hố Lào, cho nên trong những trường hợp chúng ta bị tổn thương chảy máu nhiều ở vùng mu tay do tổn thương các hệ thống động mạch vùng mu tay, thì chúng ta có thể cầm máu bằng cách là dùng tay chúng ta đè vào trong cái hố Lào để cầm máu cho bệnh nhân. À, cầm máu cho bệnh nhân. À, như vậy chúng ta đã xong được, đó là toàn bộ các vùng của chi chi trên, bao gồm vùng nách, vùng cánh tay, vùng cẳng tay, vùng khuỷu, vùng bàn tay. Nên tạm thời chúng ta nghỉ giải lao một chút ha, để chúng ta sẽ nói tiếp sang tới một chút về các vùng của chi, vùng chi dưới ha, vùng chi dưới. Nên tạm nghỉ một chút nha.
À, chúng ta tiếp tục với em nhé. À, à, chúng ta nói một chút về ở cái vùng chi dưới. À, vùng chi dưới thì ở vùng chi dưới như vậy chúng ta cũng sẽ đi qua những cái vùng, đó là ở vùng mông, vùng đùi, vùng khoeo, vùng cẳng chân và vùng bàn chân. Okay. Thì đi qua giới hạn chúng ta cũng sẽ có giới hạn ở vùng mông, chính là đi qua từ cái vùng ở vùng các nếp ở cái vùng thắt lưng, chúng ta gọi đi ngang qua vùng mào chậu và kết thúc ở cái vùng nếp lằn mông. À, nếp lằn mông. Tiếp theo chúng ta sẽ có đi xuống cái vùng đùi từ cái nếp lằn mông và đi qua cái nếp khuỷu khoảng 3 cm ở vùng nếp khoeo. Và còn lại tiếp tục là vùng cẳng chân, tính là từ phía dưới nếp khoeo khoảng 3 cm và đi qua cái nếp gấp của vùng cổ chân. Và phần còn lại chính là cái vùng bàn chân. Tương tự ở vùng chi trên thì ở vùng chi dưới đi qua từng vùng chúng ta cũng có các phần xương, cơ, mạch máu và thần kinh. Thì phần thứ nhất là ở vùng mông. Vùng mông thì ở về hệ thống cơ vùng mông thì chúng ta nhớ sẽ gồm có tổng cộng là bao nhiêu cơ ạ? Tổng cộng chúng ta có 10 cơ. À, 10 cơ. Và chúng ta được chia thành hai nhóm cơ chính, được gọi là nhóm cơ ụ ngồi xương mu mấu chuyển và nhóm cơ chậu mấu chuyển. Nhóm cơ ụ ngồi xương mu mấu chuyển chúng ta có 5 cơ: cơ bịt trong, cơ bịt ngoài, cơ sinh đôi trên, sinh đôi dưới, cơ vuông đùi. Nhóm cơ chậu mấu chuyển thì chúng ta cũng gồm có 5 cơ, đó là gồm có 3 cơ mông lớn, cơ mông nhỡ, cơ mông bé, cơ hình lê và cơ căng mạc đùi. Thì với 5 cái cơ, à xin lỗi, với 10 cơ của vùng mông thì đặc biệt thì nó sẽ được sắp xếp thành những cái lớp. Và vì vậy ở vùng mông thì các cơ còn được xếp thành 3 cái lớp cơ chính, đó là lớp nông, lớp giữa và lớp sâu. Trong đó lớp nông chúng ta có 2 cơ, đó là cơ mông lớn và cơ căng mạc đùi. Nhóm cơ thứ hai là ở môi giữa. À, lớp giữa đó thì chúng ta còn lại cũng có 2 cơ, đó là cơ hình lê và cơ mông nhỡ. Trong hai cái cơ này thì chúng ta lưu ý một chút, đó là cơ hình lê. Cơ hình lê được xem là cái mốc để chút nữa chúng ta thấy nơi các mạch máu và thần kinh đi ra ở vùng mông. Và thần kinh mạch máu đi ra ở vùng mông chủ yếu nó sẽ đi ra ở bờ trên và bờ dưới của cơ hình lê. Cho nên cơ hình lê được xem là cái mốc để xác định mạch máu và thần kinh của vùng vùng mông. Okay. Cơ màu vàng chúng ta đang nhìn được trên hình ảnh đây. Và còn lại cái cơ cuối cùng là lớp sâu, như vậy chắc chắn còn lại 6 cơ. Đó là cơ mông, mông bé, cơ sinh đôi trên, sinh đôi dưới, cơ vuông đùi, cơ bịt trong, cơ bịt ngoài. Chúng ta chỉ cần nhớ tên của các cơ này, à, cơ này, 6 cơ của lớp của vùng mông chia thành hai nhóm cơ, à, hai nhóm cơ. Thì về thần kinh của vùng mông thì chúng ta thấy rằng thần kinh ở vùng mông chúng ta sẽ có được hai cái nhóm chính. Một, đó là thần kinh đi ra ở bờ dưới cơ hình lê, và nhóm thứ hai là thần kinh đi ra ở bờ trên cơ hình lê. Trong đó thần kinh đi ra ở bờ dưới cơ hình lê chiếm đa số, gồm có các thần kinh quan trọng như sau. Thứ nhất, thần kinh ngồi. Thần kinh ngồi được tạo bởi từ đám rối thần kinh thắt lưng, bao gồm xuất phát từ các nhánh L4, L5, S1, S2 và S3. Có nghĩa là thắt lưng 4, thắt lưng 5, cùng 1, cùng 2 và cùng 3. Thần kinh thứ hai đó là thần kinh bì đùi sau. Thần kinh bì đùi sau được tạo bởi từ các nhánh cùng 1, cùng 2, cùng 3. Thần kinh bì đùi sau là một nhánh thần kinh mà ở cái vùng mông nó sẽ cho chúng ta các nhánh thần kinh bì mông dưới. À, các nhánh bì mông dưới. Các nhánh bì mông này sẽ đi vào chi phối cảm giác cho mặt dưới của vùng mông và một phần của cơ quan sinh dục ngoài. Đồng thời, nó sẽ cho nhánh đi xuống chi phối cảm giác cho mặt sau của vùng cẳng chân, à, vùng đùi. Cho nên chúng ta gọi là thần kinh bì đùi sau. À, bì đùi sau. Đây là nhánh thần kinh bì mông dưới đó, đi xuống
đi ra chi phối cảm giác cho ở cái nếp lẳng mông. Thần kinh thứ ba đó là thần kinh thẹn. Thần kinh thẹn được tạo bởi từ các nhánh S2, S3 và S4, hay chúng ta gọi là cùng 2, cùng 3 và cùng 4. Thần kinh thẹn là một cái thần kinh chi phối cho chúng ta các cả cái cảm giác cũng như vận động cho các cơ quan của vùng đáy chậu và sinh dục ngoài. Đây là một thần kinh rất quan trọng. Và nó có một cái mốc để xác định thần kinh này. Chúng ta lưu ý, đó chính là gai ngồi. Cái mốc xác định của nó chính là gai ngồi. À, gai ngồi nằm ở đâu? Gai ngồi chính là thuộc về bờ sau của xương chậu. Chúng ta nhớ xương chậu theo thứ tự từ trên xuống dưới, ở bờ sau sẽ gồm có các chi tiết là gai chậu sau trên, gai chậu sau dưới, khuyết ngồi lớn, gai ngồi, khuyết ngồi bé và ụ ngồi. Thì ở đây chúng ta nhớ cái mốc để xác định thần kinh thẹn đó chính là gai ngồi. Và gai ngồi này chúng ta có thể sờ được, thăm khám được khi chúng ta thăm khám qua ngã âm đạo. Đây là cái mốc để chúng ta sử dụng trong cái chích phong bế và thần kinh thẹn để chúng ta phẫu thuật cho các cơ quan của vùng đáy chậu. Chúng ta lưu ý thần kinh này rất quan trọng ở trong sản khoa. Thần kinh thứ tư đó là thần kinh bì mông dưới, hay chúng ta còn gọi là L5, S1 và S2. Được tạo bởi từ các nhánh L5, S1 và S2. Thì thần kinh mông dưới này sẽ là thần kinh cho nhánh chúng ta vận động cho cơ. À, trước đây chúng ta thường hay nghe nói khi chích thuốc vào vùng mông, à, nếu không cẩn thận thì sẽ chích trúng vào thần kinh ngồi, làm teo cơ mông lớn. Nhưng thực chất không phải. À, khi chúng ta chích trúng vào thần kinh mông dưới thì chúng ta mới bị teo cơ mông lớn này. À, vì tổn thương thần kinh mông dưới thì mới mất vận động cho cơ mông lớn, làm teo cơ mông. Như vậy đó là các thần kinh đi ra từ bờ dưới cơ hình lê. Và còn lại thần kinh đi ra từ bờ trên cơ hình lê, chúng ta chỉ có một thần kinh thôi, đó là thần kinh mông trên. Thần kinh mông trên thì được tạo bởi từ các nhánh L4, L5, S1. L4, L5 và S1. Thần kinh mông trên sẽ cho nhánh vận động ba cơ mông nhỡ, mông bé và cơ căng mạc đùi. Cơ mông nhỡ, cơ mông bé và cơ căng mạc đùi ở vùng mông. Như vậy đó là thần kinh đi ra ở vùng mông. Thì trong ba cái thần kinh này chúng ta chỉ còn lại cái thần kinh ngồi sẽ là thần kinh rất quan trọng. Nó sẽ đi xuyên suốt từ vùng mông để đi xuống vùng đùi, vùng cẳng chân, vùng bàn chân. Cho nên sang phần sau chúng ta sẽ tiếp tục được mô tả thần kinh ngồi này. Đây chính là đám rối thần kinh thắt lưng mà chúng ta nói ha. Và đây chính là thần kinh ngồi được tạo bởi từ các nhánh L4, L5, S1, S2 và S3. Trong đó thần kinh chày được tạo bởi từ các nhánh L4, L5, S1, S2 và S3. Và thần kinh mắt chung được tạo bởi từ các nhánh L4, L5, S1 và S2. Hai cái nhánh này được bọc trong một cái bao chung. Và chỉ khi nào khi đi đến vùng khoeo chân thì nó mới tách ra làm hai, trở lại là thần kinh chày và thần kinh mắt chung. Như vậy đó là ở vùng mông. Còn mạch máu ở vùng mông trên, kinh mông dưới, chúng ta có động mạch mông dưới, động trọng. Đó đều là các nhánh của động mạch chậu trọng. Như vậy chúng ta đã xong được, đó chính là vùng mông. Chúng ta sang vùng tiếp theo, đó là vùng đùi. Ở vùng đùi thì để liên tục, để chúng ta nói tiếp tục, đó là vùng đùi sau. À, vùng đùi sau
cho nó liên tục được với dạng của vùng mông. Thì ở vùng đùi chúng ta nhớ nó được chia ra làm hai cái vùng chính, vùng đùi trước trong và vùng đùi sau. Vùng đùi trước trong và vùng đùi sau. Vùng đùi trước trong chúng ta sẽ gồm có những cái cơ tạo nên ở vùng đùi trước và vùng đùi trong. Và vùng đùi sau chúng ta sẽ có các cơ ở vùng đùi sau. Thì vùng đùi sau chúng ta có ba cái cơ chính được gọi, đó là cơ bán gân, cơ bán màng và cơ nhị đầu đùi. Cơ bán gân, cơ bán màng và cơ nhị đầu đùi. Còn cơ của vùng đùi trước, cơ của vùng đùi trước thì chúng ta có cơ cơ may và cơ tứ đầu đùi. Cơ cơ gì ạ? Cơ thắt lưng chậu. Đúng không? Còn ở vùng đùi trong chúng ta có cơ ba cái cơ khép, cơ thon và cơ 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 lược. Thon và cơ lược. Như vậy đó là các cơ của vùng vùng đùi. Thì ở đây chúng ta đang nói ở vùng đùi sau là chúng ta đang nhìn được đây là ba cái cơ bán gân, bán màng và cơ nhị đầu đùi. Trong đó cơ bán gân và cơ bán màng thì chủ yếu nằm ở vùng đùi sau trong. Và cơ nhị đầu đùi thì nằm ở vùng đùi sau ngoài. Hai cái cơ, ba cái cơ này cũng sẽ tham gia tạo thành một cấu trúc. Đó là chính là cái vị trí ở vùng khoeo chân. Chúng ta gọi đó là cái hố khoeo. Do cái vị trí bám đặc biệt của ba cơ này đều có vị trí nguyên ủy từ cái ụ ngồi và bám tận, nó đều bám vào cái đầu trên của xương cẳng chân, cho nên ba cái cơ này được gọi tên chung là nhóm cơ ụ ngồi cẳng chân. Và ba cái cơ này động tác chính đều là giúp chúng ta gấp được cẳng chân, gấp được cẳng chân, xoay trong xoay ngoài của vùng cẳng chân. Sẵn chân gấp cẳng chân, xoay trong và xoay ngoài của vùng cẳng chân. Như vậy đó là về cơ. Còn về thần kinh đi ở vùng cẳng chân sau, à xin lỗi, ở vùng đùi sau, thì như chúng ta nói có cái thần kinh thứ nhất là thần kinh bì đùi sau, chi phối cảm giác được cho vùng đùi sau. Và thần kinh quan trọng thứ hai đó là thần kinh ngồi. Thần kinh ngồi sau khi đi ra từ bờ dưới cơ hình lê thì tiếp tục đi xuống vùng đùi sau. Thì trên đường đi ở vùng đùi sau, nó sẽ cho nhánh vận động các cơ của vùng đùi sau. Tất cả các cơ của vùng đùi sau, chúng ta gọi là nhóm cơ ụ ngồi cẳng chân. Đồng thời nó còn cho một cái nhánh nhỏ đi vào vận động cho cơ khép lớn thuộc cái cơ vùng đùi trong. Cho nên, gấp cái cẳng chân lên. Vì vậy khi chúng ta đi, chúng ta sẽ thấy chúng ta không gấp được cái cẳng chân và chúng ta thường duỗi cái cẳng chân ra trước để chúng ta đặt cái bàn chân xuống. Chúng ta nhìn sang tiếp tục ở vùng khoeo chân. Thì ở vùng khoeo chân, lúc này thần kinh ngồi đã tách cho chúng ta thành hai nhánh, đó là thần kinh chày và thần kinh mát chung. Thì vị trí tách ra người ta gọi là ngay ở đỉnh của cái hố khoeo. Thì hố khoeo chúng ta đang thấy nó gồm có bốn cái cạnh, hay chúng ta gọi là bốn cái thành, sẽ để tạo thành chúng ta một cái hình hình quả trám, hay chúng ta gọi là hình thoi, được gọi là cấu trúc trám khoeo. Thì trám khoeo đó được tạo bởi từ hai nửa tam giác, từ hai cái tam giác. Tam giác trên được tạo bởi chính là từ cơ bán gân, cơ bán màng và cơ cơ nhị đầu đùi, với cái thành trong chính là cơ bán gân bán màng và thành ngoài chính là cơ nhị đầu đùi. Và tam giác dưới chúng ta sẽ được nhắc lại ở cơ vùng cẳng chân sau, đó chính là cơ bụng chân, gồm có cơ bụng chân trong và cơ bụng chân ngoài, tạo thành cấu trúc đó chính là trám khoeo. Thì đi trong trám khoeo chúng ta nhớ có ba cái chi tiết và được sắp xếp theo thứ tự, từ ngoài vào trong và từ nông đến sâu, từ ngoài vào trong, từ nông đến sâu, đó là thần kinh chày, tĩnh mạch khoeo và động mạch khoeo. Như vậy động mạch khoeo được xem là thành phần nằm trong cùng nhất và sâu nhất.
Thần kinh chày là thần kinh nằm ngoài cùng nhất và nông nhất. Cấu trúc này người ta được gọi đó là bậc thang trám khoeo. Bậc thang trám khoeo. Thần kinh chày ở vùng trám khoeo sẽ cho chúng ta nhánh thần kinh bì chân ngoài. Bì bắp chân ngoài. Và thần kinh mắt chung sẽ cho chúng ta nhánh thần kinh bì bắp chân trong. Như vậy đó là ở vùng khoeo chân, à, vùng khoeo chân. Còn động mạch khoeo trên đường đi sẽ cho chúng ta các nhánh động mạch để cung cấp máu cho vùng khoeo chân, gồm có động mạch gối trên trong, động mạch gối trên ngoài, động mạch gối dưới trong, động mạch gối dưới ngoài. Và động mạch thứ ba được gọi là động mạch cho cơ bụng chân. Động mạch cho cơ bụng chân. Như vậy đó là các tổ chức ở vùng đùi sau. Chúng ta nhìn một chút ở cái vùng đùi trước. Ở vùng đùi trước thì như chúng ta thấy với các tổ chức cơ chúng ta vừa được nói, cơ vùng đùi trước và cơ vùng đùi trong, thì ở vùng đùi trước chủ yếu nó sẽ có sự tham gia của cái động mạch đùi. Thì động mạch đùi chính là cái động mạch chậu ngoài. Động mạch chậu ngoài. Và động mạch chậu ngoài sau khi đi qua điểm giữa của dây chằng bẹn nha, đi qua điểm giữa của dây chằng bẹn sẽ được đổi tên thành động mạch đùi. Động mạch đùi. Và động mạch đùi khi đi đến đỉnh của trám khoeo thì được gọi tên là động mạch khoeo. Và động mạch khoeo cũng tương tự sẽ tiếp tục đi xuống dưới cách nếp khoeo khoảng 3 cm thì được gọi tên là động mạch của vùng cẳng chân, đi trong vùng cẳng chân, gồm có động mạch chạy trước và động mạch chạy chạy sau. Tiếp tục đi xuống vùng bàn chân được gọi tên là động mạch gang chân trong, động mạch gang chân ngoài và động mạch của vùng mu chân. Thì ở đây động mạch đùi sẽ đi ở trong vùng đùi trước, đúng không ạ? Vùng đùi trước. Và động mạch đùi trong vùng đùi trước thì nó sẽ cho chúng ta được ba cái nhánh chính. À, xin lỗi, được hai loại nhánh chính. Một, người ta gọi là nhánh nông. Nhánh nông. Và thứ hai được gọi là nhánh sâu. Nhánh sâu bao gồm hai cái nhánh quan trọng là động mạch đùi sâu và động mạch gối xuống. Động mạch đùi sâu và động mạch gối xuống. Động mạch đùi sâu là động mạch chính cung cấp máu cho các cơ của vùng đùi. Các cơ vùng đùi. Nó cho được cả cái nhánh đi xuyên ra phía sau để cung cấp cho cả vùng đùi sau. Chính vì vậy nếu ai hỏi chúng ta động mạch chính cung cấp máu cho vùng đùi thì chúng ta nhớ đó là động mạch đùi sâu. Đấy, động mạch đùi sâu. Thì trên đường đi nó cho chúng ta ba cái phân nhánh nhỏ. Động mạch xuyên, động mạch mủ đùi ngoài, động mạch mủ đùi trong. Động mạch thứ hai là nhánh sâu được gọi là động mạch gối xuống. Động mạch gối xuống là nhánh gần như xem là nhánh tận cùng của động mạch đùi để trước khi nó đi vào trong vùng khoeo chân đổi tên thành động mạch khoeo. Cho nên động mạch gối xuống còn được gọi là nhánh tận cùng của động mạch đùi. Động mạch đùi chúng ta nhớ. Động mạch gối xuống sẽ đi ở trong một cái cấu trúc chúng ta gọi đó là ống cơ khép. Ống cơ khép. Như vậy chúng ta đã xong được đó chính là cái đoạn mà đi ở trong vùng khoeo chân. À, vùng khoeo chân. Bây giờ chúng ta nói một chút trở lại trong ở cái vùng cẳng chân. À, chúng ta nhớ ở trong vùng đùi đấy. Ở trong vùng đùi trước thì có một cái phần mà chúng ta cũng cần quan tâm ở đây. Chúng ta để ý một chút mà em có thể về xem thêm cấu trúc này.
Đó là chúng ta sẽ lưu ý ở trong vùng đùi trước, động mạch đùi sẽ được đi cùng với cái tổ chức có tên gọi là thần kinh đùi, và nó đi ở trong ba cái cấu trúc, người ta gọi đó là đi sau dây chằng bẹn, đi trong tam giác đùi và đi trong ống cơ khép. Chúng ta về xác định ba cái cấu trúc này: dây chằng bẹn, tam giác đùi và ống cơ khép. Thì hồi nãy chúng ta có nói là động mạch đùi có hai loại nhánh là nhánh nông và nhánh sâu đó. Thì nhánh sâu chúng ta đã biết có hai nhánh rồi, đúng không ạ? Còn lại nhánh nông thì chúng ta có ba cái nhánh được gọi là động mạch mũ chậu nông, động mạch thượng vị nông và động mạch thẹn ngoài. Đây. Ba cái nhánh này chủ yếu nằm ở đoạn sau dây chằng bẹn, nằm ở đoạn sau dây chằng bẹn. Chúng ta về xem thêm ba cái cấu trúc này. Ngoài ra, đi trong vùng đùi trước nó còn có sự hiện diện của ba cái thần kinh đùi, thần kinh ngồi, xin lỗi, thần kinh đùi, thần kinh bịt và thần kinh bì đùi ngoài. Thần kinh, chúng ta nhắc lại, thần kinh đùi, thần kinh bì đùi ngoài và thần kinh bịt. Như vậy chúng ta đã thấy đó là ở cái vùng đùi trước, chúng ta về xác định dùng ba cái liên quan chúng ta vừa nói nha, ba liên quan trong ở đoạn sau dây chằng bẹn, đoạn trong tam giác đùi và đoạn đi trong ống cơ khép. Chúng ta tiếp tục đi xuống ở vùng cẳng chân. Thì vùng cẳng chân chúng ta được chia làm ba cái vùng chính: vùng cẳng chân trước, vùng cẳng chân sau và vùng cẳng chân ngoài. Trong đó vùng cẳng chân trước thì chúng ta có bốn cơ, vùng cẳng chân sau chúng ta có 7 cơ và vùng cẳng chân ngoài chúng ta có 2 cơ. Ở đây chúng ta đang nhìn ở vùng cẳng chân sau với 7 cơ đã được xếp thành hai lớp. Ở lớp nông chúng ta có 3 cơ, đó là cơ bụng chân, gồm có 2 cơ bụng chân trong, bụng chân ngoài đây. Và ở dưới chúng ta có cơ giáp và cơ thứ ba đó là cơ gang chân dài. Ba cái cơ này đặc biệt nó đều được bám vào xương gót và tạo thành cái gân gót, hay chúng ta gọi là gân Asin. Ba cái nhóm cơ này động tác chính là giúp chúng ta gấp được cẳng chân, bàn chân, gấp được cẳng chân, bàn chân và cuộn ngón chân. Cho nên trong những trường hợp sau này chúng ta thấy nếu tổn thương những cái cơ ở vùng cẳng chân sau thì chúng ta không làm được động tác gấp cẳng chân và bàn chân nữa, gấp cẳng chân và bàn chân. Ở lớp sâu chúng ta có bốn cơ, đó là cơ chạy sau, cơ duỗi các cơ gấp các ngón chân dài, cơ gấp ngón cái dài và cơ khoeo. Này, có bốn cơ. Động mạch đi ở vùng cẳng chân sau chúng ta có đó là động mạch chạy sau. Động mạch chạy sau sẽ được tiếp tục đi cùng với thần kinh chạy, nằm ở giữa hai lớp của cơ vùng cẳng chân sau. Chúng ta nhớ, động mạch chạy sau sẽ được đi cùng với thần kinh chạy, đi ở giữa hai lớp của cơ vùng cẳng chân sau. Động mạch chạy sau sẽ cho nhánh động mạch quan trọng, người ta gọi đó là động mạch mát. Chúng ta nhìn trên hình ảnh, đây là nhánh động mạch mát, động mạch mát. Còn thần kinh chạy sau sẽ cho nhánh vận động cho tất cả các cơ của vùng cẳng chân sau. Thần kinh chạy sau sẽ cho nhánh vận động cho tất cả các cơ của vùng cẳng chân sau. Đây là vùng cẳng chân trước. Vùng cẳng chân trước chúng ta có bốn cơ: cơ chạy trước, cơ duỗi các ngón chân dài, cơ duỗi ngón cái dài và cơ mác ba. Đối với vùng cẳng chân ngoài chúng ta có hai cơ chúng ta nhìn được đây, đó chính là cơ mác dài và cơ mác ngắn đây. Như vậy chúng ta thấy được, chúng ta nhìn trở lại, đây là hình ảnh của thần kinh chạy, động mạch khoeo, từ mạch khoeo đi trong vùng trám khoeo tạo thành cái tam giác, tạo thành cái cấu trúc bậc thang trám khoeo đây.
Đây chính là các nhánh vận động cho các cơ vùng cẳng chân sau của thần kinh chạy. Thần kinh đi ra ở vùng cẳng chân trước thì lúc này chúng ta sẽ có đó chính là động mạch chạy trước và thần kinh mắt chung, đúng không ạ? Đi ra vùng cẳng chân trước chúng ta sẽ có hai cái phần, đó là động mạch chạy trước và thần kinh mắt chung. Thì sau khi tách ra ở cái trám khoeo thì thần kinh mắt chung sẽ cho chúng ta nhánh đi bắp chân ngoài, và thần kinh mắt chung sẽ tiếp tục vòng qua chõm xương mát để đi ra vùng cẳng chân trước. Thần kinh mắt chung sau khi đi ra vòng cái chõm xương mát thì đây chính là cái mốc mà chúng ta có thể sờ được ở ngay mặt trước của vùng cẳng chân. Những cái vị trí này là những cái mốc mà quan trọng sau này chúng ta thấy có những một số trường hợp bị chèn ép và đưa đến tình trạng tổn thương cái thần kinh ở đây. Thần kinh mắt chung sẽ tiếp tục đi xuống vùng cẳng chân trước và tách làm hai nhánh, được gọi là thần kinh mắt nông và thần kinh mắt sâu. Thần kinh mắt sâu sẽ được đi cùng với động mạch chạy trước. Chúng ta nhớ, thần kinh mắt sâu sẽ được đi cùng với động mạch chạy trước. Thần kinh mắt sâu trên đường đi sẽ vận động cho các cơ của vùng cẳng chân trước, nghĩa là có bốn cơ chúng ta vừa nói. Chính vì vậy, trong tổn thương thần kinh mắt sâu thì bốn cái cơ này chúng ta không vận động được. Như vậy chúng ta sẽ không làm được động tác duỗi các ngón. Và như vậy chúng ta thấy bàn chân chúng ta sẽ tư thế gấp, không duỗi được và sẽ tư thế gấp. Gấp nghĩa là chúng ta sẽ đi bằng các đầu ngón chân đó, chúng ta nhớ nhé. Gấp nghĩa là đi bằng các ngón chân. Còn duỗi nghĩa là chúng ta đang đặt cái gót chân xuống. Nó ngược lại với động tác lâu nay chúng ta nghĩ. Thần kinh mắt sâu ngoài cái đặc biệt là nó chi phối được vận động cho các cơ của vùng cẳng chân trước, thì thần kinh mắt sâu nó sẽ tiếp tục đi xuống cái vùng mu chân ấy, và nó sẽ chi phối cảm giác ở vùng kẽ ngón chân 1 và 2. 1 và 2. Đây, xuống kẽ ngón chân 1 và 2. Chi phối cảm giác cho kẽ ngón chân 1 và 2. Còn thần kinh mát nông, thần kinh mát nông sẽ đi ra ở vùng cẳng chân ngoài và chi phối vận động cho hai cơ của vùng cẳng chân ngoài, đó chính là cơ mát dài và cơ mát ngắn. Đồng thời nó chi phối cảm giác cho 1 phần 3 dưới trước của vùng cẳng chân ngoài và vùng mu chân. Của vùng cẳng chân và mu chân. Như vậy đó là thần kinh mát nông. Để chúng ta nhắc lại, thần kinh mát chung sau khi tách ra từ vùng trám khoeo sẽ cho được nhánh thần kinh bì bắp chân ngoài. Sau đó, thần kinh mát chung sẽ vòng qua chõm xương mát để ra phía trước vùng cẳng chân. Ở vùng cẳng chân trước thì thần kinh mát chung tách làm hai nhánh là mát nông và mát sâu. Thần kinh mát sâu sẽ đi cùng với động mạch chạy trước cho nhánh vận động bốn cơ vùng cẳng chân trước. Đồng thời cho nhánh cảm giác vào kẽ ngón chân 1 và 2. Thần kinh mắt nông sẽ cho nhánh vận động hai cơ vùng cẳng chân ngoài là cơ mắt dài và cơ mắt ngắn. Đồng thời cho nhánh cảm giác 1 phần 3 dưới trước vùng cẳng chân và phần mu chân. Như vậy chúng ta đã xong được đó là mạch máu và thần kinh ở vùng cẳng chân. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần ở vùng bàn chân. Ở vùng bàn chân thì tương tự chúng ta thấy rằng ở vùng bàn chân chúng ta có được hai vùng là vùng gan chân và vùng mu chân. Thì trong đó vùng tương tự thì vùng gan chân cũng sẽ có nhiều hệ thống cơ hơn so với vùng mu chân. Vùng mu chân. Thì chúng ta thấy rằng ở vùng bàn chân, ở vùng gan chân thì da gan chân đầu tiên cũng như ở gan tay thì rất dày. Đúng không ạ? Rất dày. Và nếu chúng ta tách cái vùng da gan chân ra, chúng ta cũng sẽ tới được cái tổ chức gọi là cân gan chân. Và cân gan chân này rất dày, cũng giúp chúng ta tạo thành một cái mạc bảo vệ cho vùng gan chân. Và đặc biệt nó sẽ tạo thành một cái cấu trúc, tạo thành cái độ cong của vùng gan chân, và người ta gọi đó là cái vòm gan chân.
Chính nhờ cái vòm gang chân này mà chúng ta có thể đi lại được một cách dễ dàng hơn, tạo sự đàn hồi. Và đi dưới ở vùng cái cân gang chân này, đó chính là tổ chức cơ. Và cơ của vùng gang chân thì chúng ta cũng thấy tương tự như vùng gang tay, nó cũng gồm có ba cái nhóm cơ, đó là cơ của ngón cái, cơ ngón út và cơ của ngón giữa. Ngón út vùng cơ môi giữa. Và cũng giống như vùng ở vùng gang tay thì ba cái cơ này thì chúng ta cũng sẽ có tạo thành, rất đặc biệt là ở vùng gang chân nó lại được sắp xếp thành những cái lớp cơ và tạo thành chúng ta thành bốn cái lớp cơ chính. Chúng ta gọi đó là lớp nông, lớp giữa, lớp sâu và lớp cơ cuối cùng được gọi là lớp cơ gian cốt. Lớp cơ gian thì chúng ta có ba cơ để chúng ta gọi đó là cơ dạng ngón cái ngắn, cơ dạng ngón út và cơ gấp các ngón chân ngắn. Ba cơ, ba cơ. Ở dưới ba cái cơ lớp nông thì chúng ta sẽ có ở lớp sâu, ở lớp giữa, xin lỗi, ở lớp giữa thì lớp giữa chúng ta có hai cơ chính, đó chính là cơ vuông gang chân và tổ chức cơ vuông. Cơ vuông chính là những cái cơ nó bám vào ở giữa gân cơ gấp các ngón chân dài. Chúng ta có bốn cơ vuông và chúng ta có cơ vuông gang chân bám ở phía sau của gân cơ gấp các ngón chân dài đây. Đặc biệt ở trong cái vùng lớp giữa này chúng ta còn có những cái gân cơ, đó chính là gân cơ gấp ngón cái dài và gân cơ gấp các ngón chân dài. Lớp thứ ba là lớp sâu. Lớp sâu chúng ta có ba cái cơ. Một đó là cơ gấp các ngón, cơ gấp ngón cái ngắn. Đây, cơ gấp ngón cái ngắn. Cơ gấp ngón út ngắn và cơ khép ngón cái. Ba cơ. Và lớp cuối cùng, lớp cơ gian cốt, thì chúng ta cũng có cơ gian cốt gang chân và cơ gian cốt mu chân. Trong đó chúng ta có ba cơ gian cốt gang chân và chúng ta có bốn cơ gian cốt mu chân. Và động tác chính chúng ta cũng có là mu thì gian, gang khép, nghĩa là động tác chính là của gian là của mu chân, khép chính là của các cơ vùng gang chân. Đây là cơ của vùng mu chân mà chúng ta nói. Cơ vùng mu chân thì ở đây chúng ta có một cái cơ duy nhất thôi. Đồng thời chúng ta có những cái gân cơ đi từ vùng cẳng chân trước đi xuống. Chúng ta nhìn lại đây những gân cơ gì? Đây là gân cơ gấp của hay gân cơ duỗi, duỗi đúng không ạ? Gân duỗi ngón cái dài. Đây là gân cơ duỗi chung các ngón. Đây là gân cơ mắc ba. Và đây là gân cơ chạy trước. Phía dưới chúng ta đang nhìn được đây chính là cơ duỗi các ngón chân ngắn. Trong đó có một bó cơ đi về ngón cái, được gọi đó là cơ duỗi ngón cái ngắn. Như vậy, động mạch cũng như là thần kinh từ vùng cẳng chân sau sẽ tiếp tục đi xuống dưới vùng gang chân. Và động mạch thần kinh từ vùng cẳng chân trước sẽ tiếp tục đi xuống ở vùng mu chân. Chúng ta nhìn được tiếp tục ở đây là ở vùng gang chân trước. Như vậy ở vùng cẳng chân sau chúng ta đã biết đó là động mạch chạy sau và thần kinh mát sâu. Không phải, xin lỗi, thần kinh chạy sau, thần kinh chạy và động mạch chạy sau sẽ đi ở vùng cẳng chân sau. Như vậy làm sao đi xuống được vùng gang chân? Thì động mạch cùng với thần kinh sẽ tiếp tục đi qua điểm giữa của mắt cá trong và xương gót. Điểm giữa của mắt cá trong và xương gót. Và tiếp tục đi xuống ở vùng gang chân. Và đây cũng chính là cái vị trí chúng ta có thể dùng tay chúng ta bắt được cái mạch của động mạch của vùng chạy sau, hay động mạch chạy sau. Sẽ cho chúng ta hai nhánh chính, động mạch gang chân trong và động mạch gang chân ngoài. Trong đó động mạch gang chân ngoài thì lớn hơn và nó sẽ tạo thành ba cái đoạn, đoạn đi trong gót, đoạn chết và đoạn cung, nghĩa là do nó đoạn uốn cong. Và động mạch gang chân trong thì nhỏ hơn, chủ yếu đi về phía ngón cái.
Hai động mạch này sẽ được nối lại với nhau tạo thành cung gang chân. Từ cung gang chân, tiếp tục sẽ cho các nhánh đi vào ở giữa và đi về phía các ngón tạo thành động mạch gang đốt ngón.
Như vậy để chúng ta nói lại một chút ha. Như vậy nếu trong trường hợp em thấy tưởng tượng thử xem nhé, nếu chúng ta tổn thương thần kinh mát chung thì em sẽ hình dung chúng ta sẽ như thế nào. Khi chúng ta tổn thương thần kinh mát chung nghĩa là chúng ta sẽ mất vận động cho nhóm cơ của vùng cẳng chân trước và nhóm cơ của vùng cẳng chân ngoài. Nhóm cơ vùng cẳng chân trước và cẳng chân ngoài động tác chính của chúng ta chính là làm gì ạ? Chính là để chúng ta làm duỗi được cái vùng duỗi được vùng cẳng chân, bàn chân, ngón chân và giúp chúng ta nghiêng được cái bàn chân ra ngoài, nghiêng bàn chân ra ngoài. Cho nên nếu trong trường hợp tổn thương thần kinh mát chung thì chúng ta sẽ không làm được động tác như vậy nữa và bàn chân chúng ta lúc này sẽ ở tư thế gấp và hơi nghiêng vào trong, gấp và hơi nghiêng vào trong. Cái hình ảnh này chúng ta thường thấy giống như một cái người họ đi trên đường và họ kéo lê cái bàn chân và họ đặt một cái bàn chân chúng ta xuống bằng cái ngón chân trước, cái bằng ngón chân chúng ta còn gọi là bàn chân, dấu hiệu bàn chân phát cỏ hay còn gọi là dấu hiệu bàn chân lê phát cỏ. Ngược lại chúng ta hình dung nếu chúng ta tổn thương thần kinh chày thì bàn chân chúng ta sẽ tư thế gì? Khi tổn thương thần kinh chày nghĩa là các cơ vùng cẳng chân sau chúng ta sẽ không được vận động và cơ vùng cẳng chân sau động tác chính là gấp được các vùng cẳng chân và bàn chân. Như vậy khi chúng ta đi là chúng ta sẽ không đặt được những cái ngón chân xuống được và chúng ta sẽ phải đi bằng cách bằng hình là đi bằng gót chân, đúng không ạ? Gót chân. Như vậy trong trường hợp tổn thương thần kinh chày thì bàn chân chúng ta sẽ ở tư thế duỗi và đi bằng gót chân, đồng thời không gấp được cẳng chân, cho nên chúng ta thấy người ta thường đi lê cái bàn chân và đưa cái bàn chân ra trước và đặt cái gót chân xuống trước, sau đó mới đặt được cái mũi chân xuống. Chúng ta gọi đó là dấu hiệu bàn chân chấm phẩy, hay dấu bàn chân chấm phẩy. Như vậy đó là một số cái trường hợp mà khi chúng ta tổn thương ở những thần kinh chúng ta mắc phải. Như vậy chúng ta đã nói qua được những cái vùng định khu chính ở chi trên và chi dưới, gồm có vùng nách, vùng cánh tay, vùng khuỷu, vùng cẳng tay, vùng bàn tay. Ở vùng chi dưới chúng ta nói qua được vùng mông, vùng đùi, vùng khuèo, vùng cẳng chân và vùng bàn chân. Còn vùng thân và vùng đầu mặt cổ thì hai vùng này chúng ta sẽ được xem kỹ hơn vào trong các module khác. Đó là module của vùng hệ tiêu hóa, module của cái vùng ngực bụng, ha, người ta gọi là module của phần thần kinh, module của hệ tim mạch. Em có thể về tham khảo thêm hai cái cấu trúc của cái vùng này. Còn chủ yếu trong cái phần chương trình thì chúng ta chỉ nói chủ yếu là các định khu của vùng chi trên và vùng chi dưới. Mấy em với bài giảng hôm nay thì nó hơi nhiều thông tin một chút. Mấy em có thắc mắc gì không ạ? Chúng ta nhắc lại trong những cái vùng này thì mấy em nhớ để ý về xem lại những cái phần xương và cơ. Thì những phần này chúng ta đã được nhắc rồi trong các hệ vận động nhé, thì nhớ về xem lại. Thì chủ yếu là chúng ta chỉ cần nhớ cái tên cơ theo nhóm cơ. Chủ yếu nhớ nhé, nhớ tên cơ theo nhóm cơ và chức năng của cái nhóm cơ đó thôi. Còn nguyên ủy bám tận thì hầu như chúng ta không cần phải nhớ. Quan trọng nhất là chúng ta nhớ về thần kinh và mạch máu. Trong đó chúng ta nhớ được đường đi, liên quan và phân nhánh của các hệ thống này. Và trong đó chúng ta nhớ một số các cấu trúc đặc biệt mà có các mạch máu thần kinh đi qua. Ví dụ, ở chi trên thì chúng ta nhớ có lộ tam giác cánh tay tam đầu, lộ tứ giác vai tam đầu, đúng không ạ? Có rặn thần kinh quay, có rặn thần kinh trụ, có ống cánh tay. Ở chi dưới thì chúng ta nhớ có vùng mông, đặc biệt là chúng ta có các cấu trúc đi qua ở bờ trên, bờ dưới cơ hình lê. Có cấu trúc đi trong trám khoeo, có cấu trúc đi trong ở vùng gan chân. Và ở vùng đùi trước thì chúng ta để ý đó là có ba cấu trúc chúng ta quan tâm là dây chằng bẹn, tam giác đùi và ống cơ khép. Các cấu trúc đó chúng ta nhớ về mô tả các thành của nó và các chi tiết tạo nên các cấu trúc. Bài hôm nay em có thắc mắc gì không? Em có thắc mắc gì không ạ? Nếu không thắc mắc gì thì em có thể nghỉ ở đây được ha.
Không thấy nghe trả lời. Dạ em cảm ơn thầy. À, không thắc mắc gì hết phải không? Rồi, vậy chào với em nhé. Dạ em chào thầy.